chương một tiểu mập mạp ngươi gan mà càng ngày càng mập yêu cầu đuổi đọc nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio hồng hoang côn lôn thần sơn sừng sững mờ mịt núi non trùng điệp vân hải mênh mông tường vân bao phủ tiên thiên linh khí ngưng kết thành dịch như lưu vân một dạng theo gió lên thu phục sườn núi ba tòa đạo uẩn bay lên cung điện như ẩn như hiện thượng thanh cung đàn một làm xà ngọc bích vì là đèn, trân châu vì là liêm, canh kim vì là trụ. Bạch thạch phô địa, bên trong khảm kim châu, đục bằng hoa sen, hết sạch có thể chiếu rọi. Mái vầm treo một khỏa to lớn bảo châu, giống như minh nguyệt một dạng lấp lánh phát quang. Bên trong đại điện, chỉ có hai đạo nhân ảnh. Tiểu bàn, mật mà càng ngày càng mập, ngươi phải bị tội gì? Nga các ngươi, chủ vị ngồi đạo nhân mở hai mắt ra, hờ hững hỏi nó mông lung mà lại thần thánh, không thấy rõ khuôn mặt. Vô biên đạo vận vận quanh, địa thủy phong hỏa phun trào, hỗn độn kiếm khí bung ra. Đại sư Huynh để cho bẩm, nghe sư đệ một lời. Vậy quản thành tử quá lố, lại dám nói ta tiệt giáo tất cả đều là phi mau đái giác, vật hèn sinh sau hạng người. Sư đệ sao lại tha cho hắn, liền tiến đến cùng hắn lý luận, phía sau một lời không hợp liền động thủ. Mập mạp đa bảo đạo nhân xếp bằng ở điện hạ, trên thân thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo bảo quang, Toàn thân tiên khí tung bay, mang trên mặt cười mỉm, khiến người sinh lòng hảo cảm. Chỉ có điều, hắn hiện tại trạng thái cũng không quá tốt. Mắt trái tím đen, bị đánh thành mắt gấu mèo. Răng cửa bị đánh rơi nửa cái, khóe miệng còn đang chảy máu. Hừ! Ngươi còn không thấy ngại nói, xem ngươi bộ dáng, rất hào quang sao. Vậy quản thành tử chỉ là phát mấy câu bực tức, ngươi nhường cho qua bên cạnh chính là, tại sao muốn cùng hắn lên tranh chấp. Sư tôn ba phen năm lần nhắc nhở, tam thanh như thể chân tay, tam giáo đệ tử muốn tương thân tương ái. Ngươi có phải hay không quên sư tôn dạy bảo? Lý trường sinh nguyết hắn một cái, hận sắc không thành được thép khiển trách. Lúc trước, Lý trường sinh đang tu luyện, tâm thần chìm vào đại đạo bên trong. Cảm ứng được bên ngoài biến cố, vừa mới xuất quan. Vâng, đại sư huynh giáo huấn thật, đa bảo thẹn với sư tôn dạy dỗ, thẹn với đại sư huynh yêu mến, vậy quản thành tử vậy mà dẫn đầu đột phá đại la, sư đệ mặc dù mất tiên thủ, nhưng hắn cũng không có chiếm được tốt. Bất quá, đợi sư đệ đặt chân đại la cảnh, nhất định phải lại đi tìm về cái này tràn tử. Đa bảo cúi đầu, một bức ta nhận sai bộ dáng. Nhưng hắn viên kia viên tiểu bàn trên mặt, tràn đầy vẻ đắc ý. Ngày trước, hắn cùng quản thành tử chia 5 năm. năm vài lần giao phong xuống xem như hai bên đều có thắng bại lần này quản thành tử đột phá hắn tài không bằng người chỉ có thể nuốt vào cơn giận này bất quá chuyện này không xong tiểu bàn a tiểu bàn ngươi để cho vi huynh nói ngươi cái gì tốt đây chờ sư tôn trở về như biết rõ ngươi lại gây họa không chừng làm sao tức giận đi sư tôn để cho ta giám hộ tiệt giáo ngươi cũng đừng cho vi huynh tìm phiền toái a lý trường sinh lắc đầu một cái rất là bất mãn khiển trách. Hiện tại tiểu mập mạp, còn không là trong truyền thuyết thần thoại đa bảo như Lai. Vừa vặn chỉ là một cái bình thường không có gì là thái ất cảnh tu sĩ thôi. Đại sư Huynh, Ngài đã là thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân, tại sao như thế rút tay rút chân? Giỏi mắt ta tam giáo bên trong, trừ nhị vị sư bá cùng sư tôn bên ngoài, người nào có thể địch? Ngài hẳn là hăm hở, đại triển thần uy mới đúng a. À? nhưng mà ngài cái này thận trọng từ lời nói đến việc làm tác phong. Sư đệ không nghĩ ra. Nghe vậy, đà bảo rất là không hiểu, phẫn phẫn hỏi. Đại sư huynh thực lực trành trành như thế mạnh mẽ, lại quá mức đê điều. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Ha ha. Sư đệ, lời ấy sai vậy. Sư huynh ta có thể có hôm nay, dựa vào là cẩn thận một chút, vạn sự lấy vững vàng làm đầu. Thực vậy, đừng nói quản thành tử, coi như là xiển giáo đệ tử cùng lên, ta một đầu ngón tay là có thể đem bọn hắn tất cả đều đè đề chết. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta còn có thể đánh được thánh nhân hay sao? Nguyên thủy sư bá chỉ cần thổi một hơi, vì huynh liền phải hôi phi yên diệt. Phải biết, thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi a. À. Thấy tiểu mập mạp mặt đầy không cam lòng chi sắc, Lý Trường Sinh lắc đầu một cái. Hơn hai ngàn vạn năm trước, Lý Trường Sinh chân thân xuyên việt đến hồng hoang hắn trải qua trăm cây nghìn đắng mới miễn cưỡng tiếp tục sống sót từ phàm nhân bắt đầu từng bước từng bước bước lên tu hành chi đồ hoa hàng ngàn vạn năm thời gian phương chứng đạo thái ất đạo quả lại là ngàn vạn năm đi qua rốt cuộc đột phá đại la kim tiên chi cảnh sau đó hồng quân đạo tổ chứng đạo thành thánh với tử tiêu cung khai giảng đại đạo lý trường sinh có may mắn với tử tiêu cung lắng nghe đại đạo chân ngôn chỉ có điều bởi vì hắn tiên thiên lai lịch quá kém, lại không có ngón tay vàng kề bên người. Hồng quân cũng không thu hắn làm đồ, chớ nói chi là ban thưởng hồng mông tử khí. Ngay sau đó, Lý Trường Sinh cắn răng một cái, bái nhập tam thanh một trong thượng thanh thông thiên môn hạ. Tại thông thiên thánh nhân dưới sự trợ giúp, Lý Trường Sinh vừa mới chém tới thiện, ác, tự ngã tam thi. Mười vạn năm trước, hắn đã là chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh. Khoảng cách hỗ nguyên đại la thánh nhân, cũng chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Nhưng bước cuối cùng này, cho tới bây giờ đều không có vượt qua. Chỉ có điều, đối với thánh nhân đến nói, chuẩn thánh đại viên mãn cùng địa tiên lại có gì khác biệt. Đều là vẫy tay có thế diệt con kiến hôi thôi. Cái này, đa bảo nghe vậy, trầm mặt xuống. Tuy nhiên đại sư Huynh nói là sự thật, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Đúng. Nhị sư bá là thánh nhân, sao lại tùy tiện đối với tiểu bối đệ tử động thủ? Như vậy, đại sư huynh lo Âu hoàn toàn là thừa thải sao? Đa Bảo, vi huynh lấy tiệt giáo đại sư huynh chi danh, phạt ngươi diện bích hối lỗi. Không thành đại la, không được xuất quan. Ngươi phục hay không? Lý Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, ra lệnh. Hắn không biết Đa Bảo tâm lý suy nghĩ, nếu không định sẽ nói cho hắn biết, ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Quân không thấy, phong thần lượng kiếp chi lúc, nguyên thủy ý lớn hiếp nhỏ tự mình đưa tam tiêu lên đường. Cũng chính là có dám ở đây, Lý Trường Sinh mới có thể cẩn thận như vậy, đối với xiển giáo đệ tử nhiều loại nhường nhìn. Sư đệ tuân lệnh, tâm phục khẩu phục. Đa bảo lại dài rơi xuống, mặt đầy hưng phấn. Đây là xử phạt sao? Không, đây là sư huynh đối với ta yêu mến. Nếu như thế, ngươi hãy lui ra sau đi diện bích đi. Thấy tiểu mập mạp vẫn như cũ, Lý Trường Sinh lắc đầu một cái. Toàn bộ tiệt giáo, tuy nói sư tôn thông thiên thánh nhân thu môn đồ khắp nơi, đệ tử số lượng nhiều đạt đến hơn ngàn. Nhưng hắn các sư đệ sư muội đều còn không được việc gì sau khi. Trừ hắn đại sư huynh này bên ngoài, cũng liền tiểu mập mạp đa bảo đem ra được. Vừa vặn, dựa vào cơ hội lần này, cho tiểu mập mạp một ít áp lực để cho hắn sớm điểm đột phá đại la kim tiên. Vâng, sư đệ cáo lui. Đa bảo lần nữa ấp thi lễ chậm rãi rời khỏi đại điện. Đợi đa bảo sau khi rời khỏi, Lý Trường sinh thẳng người mà lên, đi tới ngoài điện. Bên ngoài là dãy núi mịt mờ, trời cao đất rộng vô lượng lớn. Các sư đệ sư muội chơi đùa âm thanh, càng xa xăm yêu thú tiếng hô, từ xa đến gần truyền vào hắn trong tai. Ôi, nhìn đến phương xa, Lý Trường sinh ung dung thở dài. Ta mặc dù đặt chân chuẩn thánh đại viên mãn, thánh nhân bên dưới ta vi tôn, nhưng chỉ cần một ngày không thành thánh liền một ngày làm kiến hôi nhưng mà không có thành đạo chi cơ hồng mông tử khí nói chi là thành thánh ha ha khó giải lý trường sinh khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ như là tại châm biếm chính mình một dạng bình thường hôm nay hắn đã sớm không lần đầu xuyên việt lúc kia chứng đạo hổ nguyên thánh nhân hùng tâm tráng chí tử tiêu cung ba nói lúc hồng quân đạo tổ có lời chứng đạo chi pháp có ba vừa là lấy lực chứng đạo hai là trảm thi chứng đạo ba vì là công đức chứng đạo nhưng chỉ có đi đến một bước này lý trường sinh mới biết không có thành đạo chi cơ hồng mông tử khí căn bản là chứng bất đạo hiện tại hắn chỉ muốn tốt tốt sống tiếp hồng hoang đại thế giới một bước một gian nan một bước một nguy cơ vì là sống sót ai biết ta ăn bao nhiêu khổ chịu bao nhiêu ủy khuất nghĩ đến phong thần lượng kiếp lý trường sinh tâm trạng thật lâu vô pháp bình tĩnh lại vu yêu lượng kiếp hắn cũng không lo lắng lo lắng duy nhất chính là một lần nữa phong thần lượng kiếp lượng kiếp phía dưới trừ hỗn nguyên đại la thánh nhân cho dù là chuẩn thánh cũng có thân vẫn nguy hiểm nếu như nhất triều không cẩn thận bị nguyên thủy đánh chết hoặc là bị chuẩn đề viễn độ phía tây đó mới gọi đầy đời anh danh nhất triều tan đinh chào mừng ngài gia nhập chư thiên g rút cha. Đinh. Ngài đã tự động trở thành chủ nhóm, Đinh. Hoan nghênh dừng xe không giao phí gia nhập chư thiên g rút cha. Đinh. Hoan nghênh truy tìm chân lý người điên gia nhập chư thiên g rút cha. Đinh. Hoan nghênh hồng mông trưởng khống giả gia nhập chư thiên g rút cha. Đinh. Hoan nghênh bình thường không có gì là thiếu tiêu đầu gia nhập chư thiên g rút cha. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh trong tai vang dội từng đạo thanh âm. Khục khục, các huynh đệ, ta vào xưởng đánh đinh ốc trở về. Mỗi ngày đi làm 10 cái giờ, ít tiền nhiều chuyện mệt mỏi thành chó. Vẫn là viết sách đi, lăn lộn cái toàn cần, yêu cầu một làn sóng. Một en. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2. Trường sinh lão đại, yêu cầu bao dưỡng. Yêu cầu đuổi độc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hả? G rút cha. Lý Trường Sinh tổng nhiên kinh sợ, thần thức không chút do dự quét nhìn mà ra. Trong phút chốc, phương viên ngàn tỷ dặm vào hết tâm biển hắn, chút nào tất hiện. Nhưng, xiển, tiệt tam giáo đệ tử thân ảnh, dồn dập ánh chiếu với trong thần thức. Nhưng mà, hắn lại không có có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nói như vậy, là ta ngón tay vàng đến sao? Lý Trường Sinh thu hồi thần thức, ánh mắt có chút cổ quái. Kiếp trước đủ loại, lặng lẽ phù hiện ở trong lòng. Gờ rút cha, hắn có nghe thấy. Khi đó, hắn cũng miệt mài nhìn tiểu thuyết mạng, để mà giết thời gian. Bất quá, liền tính ngươi là ta ngón tay vàng, cái này tới cũng quá muộn đi. Ta đều xuyên việc hơn hai chục triệu năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la thánh nhân, cần ngươi làm gì? Thu hồi suy nghĩ, Lý Trường Sinh lắc đầu một cái. Lời nói mặc dù như thế, hắn vẫn là mở ra gờ rút chát màn hình. Ông ông. Hướng theo hắn tâm niệm nhất động, trước mắt một đạo hào quang màu vàng tỏa ra. Kim quang có như nước vậy một dạng nhộn nhạo lên tầng tầng sóng gợn, ánh sáng từng bước lan ra. Một đạo lập lòe ánh sáng yếu ớt mang giao diện ảo, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Hưng, cùng tiền thế chim cánh cục đám cũng không có cái gì khác biệt sao? quét nhìn một cái, Lý Trường Sinh phát hiện nó rất là nhìn quen mắt. Bên trái là tán gẫu tin tức khung, nhưng trước mắt không có ai nói chuyện phím, tất nhiên một cái tin tức cũng không có có. Góc trên bên phải là cột công cáo, cũng là trống rỗng. Phải phía dưới là đám viên liệt biểu, tổng cộng có 5 người tên. Lý Trường Sinh xếp ở vị trí thứ nhất, tên phía sau mang theo một cái hoàng sắc bí danh tiêu ký. Theo thứ tự là Dừng xe không giao phí truy tìm chân lý người điên. Hồng mông trưởng khống giả. Bình thường không có gì là thiếu tiêu đầu. Bao gồm chính hắn tại bên trong, năm người toàn bộ biểu thị online. Chờ đã, ta nickname muốn trở thành thánh mà không được xuyên việt giả. Nhìn đến chính mình nickname, Lý Trường Sinh không chần chờ, lập tức đổi tên. Cái này phá tên, tuyệt không phù hợp ta tính cách. Vẫn là đê điều một chút tốt. Bất quá, lý do cẩn thận, Lý Trường Sinh cũng không mở miệng nói chuyện. Hồng mông trưởng khống giả. Ồ, lại có hồng mông bên ngoài tồn tại xâm phạm sao? Có chút ý tứ. Truy tìm chân lý người điên. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào bản giáo. Dừng xe không giao phí. Gờ rút cha. Cái gì đồ chơi đây? Chờ ta một chút nít đây là bêu xấu, đơn thuần bêu xấu. Bình thường không có gì là thiếu tiêu đầu. Tại hạ phúc uy tiêu cục Lâm Bình Chi, gặp qua chư vị. Hướng theo hồng mông trưởng khống giả cái thứ nhất nói chuyện, còn lại đám viên cũng lần lượt bốc lên ngâm. Trường sinh chân nhân. Ồ, ngươi là Lâm Bình Chi. Thấy tất cả mọi người đều nói chuyện, Lý Trường Sinh cũng xuất hiện. Nhìn đến cuối cùng lộ diện đám viên, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Cái tên này lại thêm hắn tự thuật, ổn thỏa người quen A. À. Bình thường không có gì là thiếu tiêu đầu chính là tại hạ lâm bình chi dám hỏi các hạ là hiện tại lâm bình chi vẫn là cái kia ngây thơ thiếu niên không có trải qua diệt môn chi họa trường sinh chân nhân bần đạo nghe nói qua ngươi tên cũng vừa vặn biết rõ một ít ngươi sự tình thôi trường sinh chân nhân đúng đại gia có thể đem nickname đổi thành tên mình lâm bình chi được chân nhân lâm mông ồ quả là như thế diệp phàm như thế xem ra, chư vị đều là tới từ thế giới khác nhau người sao? Bái Nguyệt. Bản tọa Bái Nguyệt. Hướng theo lý trường sinh vạch trần, mọi người đều tự học, đem nickname sửa đổi thành bản tên. Trường Sinh Chân Nhân. Diệp Phàm, Lâm Mông, Bái Nguyệt, Lâm Bình Chi nguyên lai là các ngươi a. Nhìn thấy mọi người đổi xong tên về sau, Lý Trường Sinh nhịn được bừng tỉnh. Những tên này, hắn giống như đã từng quen biết diệp phàm xuất từ già thiên lâm mông xuất từ bàn long bái nguyệt xuất từ tiên kiếm một lâm bình chi xuất từ tiếu ngạo cái này liền có chút ý tứ lâm mông bái nguyệt lâm bình chi diệp phàm chờ đã vì sao ngươi là chủ nhóm gặp quỷ đại gia cùng lúc tiến vào đám cái này trường sinh thật bởi vì sao thành đoàn chủ trường sinh chân nhân có lẽ bởi vì bần đạo cái thứ nhất tiến vào đám lại có lẽ bần đạo mạnh hơn các ngươi một tí tẹo như thế như quả không ngoài sở liệu mà nói đây chính là trong truyền thuyết g rút cha câu thông chư thiên vạn giới dùng thế giới khác nhau đám viên tề tụ một đường bù đắp nhau như vậy ta là làm sao trở thành chủ nhóm đâu là bởi vì ta cái thứ nhất vào đám vẫn là ta cảnh giới tối cao đâu nghĩ lại làm chủ nhóm cũng không sai loại này cũng không sai, vẫn tốt hơn bị người chế trụ. Lý Trường Sinh lắc đầu một cái, cả người đều thanh tĩnh lại. Nếu đều là người quen mà nói, cũng không cần cẩn thận như vậy. Lâm mông. Đi trước đến sau không? Về phần lợi hại, điểm này thứ lỗi ta không dám gật bừa. Lâm Bình Chi. Tuy nhiên không biết có ý gì, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Bái Nguyệt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dịp phàm vậy ngươi có bao nhiêu lợi hại có thể hay không phi thiên độn địa dời sông lấp biển đâu tróc tinh nã nguyệt đâu trường sinh chân nhân đây là tiểu đạo thôi bần đạo khai thiên tích địa ngược dòng đi qua đi tới tương lai cũng không thành vấn đề lý trường sinh không khỏi mỉm cười tâm tình cực kỳ sung sướng thật lâu không như vậy vô câu vô thúc thổi ngưu bức Lâm Bình Chi. Đáng sợ. Lâm Mông. Đáng sợ. Mục Bái Nguyệt. Đáng sợ. Mục Diệp Phàm. Đánh gãy học lại. Lý Trường Sinh thấy vậy, mặt lộ vẻ cổ quái. Gờ rút Chác Tam đại quái. Giang Tinh, Quả Chanh Tinh học lại tinh. Bọn họ tiến vào đám mới bao lâu a, à, liền tự động học được học lại. Đây coi như là tự học sao? trường sinh chân nhân. Nếu mà bần đạo không đoán sai mà nói, các ngươi đều là tới từ mổ bộ phận ảo tưởng tác phẩm bên trong nhân vật. Trường sinh chân nhân. Diệp Phàm đến từ một bộ tên là Già Thiên Tiểu Thuyết, Bái Nguyệt đến từ tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện Phim Truyền Hình, Lâm Mông đến từ tên là Bàn Long Tiểu Thuyết, Lâm Bình Chi cũng là đến từ tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ Tiểu Thuyết. Tuy nhiên có thể giả thần côn, nhưng Lý Trường Sinh không muốn cùng một bầy kiến hôi trang bức, không ý gì dịp phàm cái gì ta vậy mà đến từ một quyển tiểu thuyết có lầm hay không a à? lâm mông tiểu thuyết nhân vật ý ngươi là nói bản tiểu sử bái nguyệt phim truyền hình đây cũng là vật gì lâm bình chi nói bản tiểu sử cái này ta quen thuộc a à? ta thư phòng có kim bình mai khục khục đinh lâm bình chi rút về một cái tin lâm bình chi các hạ ý tứ là ta là trong thoại bản một vai trường sinh chân nhân nếu mà bần đạo không đoán sai mà nói xác thực như thế trước mắt mới chỉ lý trường sinh còn chưa phát hiện cái này gờ rút chạt đối với hắn có ích lợi gì cũng liền cùng đám viên môn tán gẫu một chút nước nước đám đuổi một hồi nhàm chán thời gian dịp phàm ngươi là làm sao biết thật còn xin chỉ giáo ngươi lại là thần thánh phương nào Hít thở sâu một hơi, Diệp Phàm cưỡng ép tỉnh táo lại. Trường Sinh Chân Nhân. Bần đạo a, các ngươi còn có thể gọi ta là Tiệt Giáo Đại sư huynh, Nhân tộc Thánh phụ, Tam Quan đạo nhân, chư thánh chi bên dưới đệ nhất người. Chờ một chút. Diệp Phàm. Tiệt Giáo Đại sư huynh. Kia không phải Đa Bảo đạo nhân sao? Diệp Phàm. Chờ đã, ngươi là Hồng Hoang xuyên việt giả. Vẫn là Nhân tộc Thánh phụ. Thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân, Diệp Phàm. Trường Sinh lão đại, yêu cầu bao dưỡng. Hắn lần đầu lúc không có phản ứng qua đây, bật thốt lên nói ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết lý Trường Sinh ý tứ. Gia hỏa này không chỉ là chủ nhóm, vẫn là Hồng Hoang xuyên việt giả, có chuẩn thánh tu vi, lại là nhân tộc thánh phụ. Diệp Phàm cũng thích xem tiểu thuyết mạng, trước mắt chính là Hồng Hoang loại tiểu thuyết đại hỏa thời điểm đủ loại xuyên việt giả đi tới hồng hoang, có xuyên việt cùng bàn cổ kết bái, có xuyên việt thành tam thanh huynh đệ, có xuyên việt thành nữ hoa huynh đệ nhắc tới, trường sinh chân nhân chỉ là tiệt giáo đại sư huynh, cái này chỉ có thể coi là trò trẻ con. Nhưng mà, những cái kia ngưu bức cũng chỉ là tiểu thuyết nhân vật, trước mắt vị này chính là chân thật xuyên việt giả. Bác một tiếng, dịp phàm tại chỗ liền cho quỳ. Lâm Mông Bái Nguyệt Lâm Bình Chi xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Ba người lơ ngơ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trường sinh chân nhân. Lăng, ghét bỏ. diếc ép, lý trường sinh sắc mặt một hắc. Không hổ là dịp hắc, quả nhiên không biết xấu hổ. Hai en. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3. Ngươi nghĩ nghe lời thật, nghe vẫn là nói sai đâu. Yêu cầu đuổi đọc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Già thiên thế giới. Mỗi thành phố, ngoại ô một tòa hào hoa đại biệt thự. Trong sân đậu một chiếc Mercedes, hiện lên chủ nhân thân gia không lộ. Biệt thự rộng rãi trong thư phòng, đèn đuốc sáng choang. O hồng hoang xuyên việt giả. Này không phải là ổn thỏa kim đại thối sao? Diệp phàm tại chỗ liền quỳ. Từ trong lời nói của đối phương, hắn nhìn thấy ẩn tàng nó trong tin tức. Diệp Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình cư nhiên có may mắn gặp phải chính thức hồng hoang xuyên Việt giả. Xuyên Việt đến hồng hoang, bái sư tiệt giáo thánh nhân, thành tiệt giáo đại sư huynh. Vẫn là nhân tộc thánh phụ, thực lực cũng đạt đến thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân. Quá làm cho người rung động. Từ tuổi thơ bắt đầu, Diệp Phàm liền trầm mê ở thần tiên chí quái câu chuyện. Hắn vẫn cảm thấy, thường cổ thời kỳ khẳng định tồn tại phi thiên động địa tiên nhân chỉ tiếc, hôm nay hết thảy đều tiêu thanh nặc tích. Tốt nghiệp đại học không mấy năm, hắn đã công thành danh toại, giá trị con người trên ức. Nếu như nói nhân sinh là một đợt trò chơi, kia hắn đã qua cửa. Nhưng hướng theo rút chat đến, hắn tiếp xúc được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cơ duyên, thiên cổ duy nhất cơ duyên. Miễn là vững vàng ông lấy xuyên việc giả đầu này kim đại thối, thành tiên thành thần không thành vấn đề. Dịp Phạm trong mắt, lập loè tinh quang. Hồng mông thế giới. Vô tận hỗn độn, lơ lửng một khối phương viên tầm hơn 10 trượng đại lục. Đại lục trung ương, đứng sừng sững một gian bình thường không có gì lạ nhà tranh. Trước nhà lá mọc ra một gốc thấp lùng quế thụ, phía dưới có một trương bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Quế thụ tản ra tiên thiên linh căn khí tức, phẩm cấp không kém. Ngay cả những tòa nhà tranh, đều hàm chứa một luồng vĩnh hằng ý vị. Trước bàn đá, ngồi hai vệt thần quang bay bay thân ảnh quân lục thành sương ngọc huy diệu hoáng kìm ánh lưu truyền thật tiền khí tung bay quá thần kỳ phương này gờ rút chát vậy mà vượt quá hồng mông giới hạn một tên vóc dáng thon dài khí thế mạnh mẽ thanh niên đột nhiên lên tiếng khen thanh niên tên là lâm mông nguyên danh lâm lôi ba lỗ khắc nhị đệ có lẽ đây là hai người huynh đệ ta tránh thoát vận mệnh trói buộc cơ duyên nơi ở a một khác thân thể xuyên phong cách cổ xưa vải bố trường sam, tóc dài tùy ý xõa người trung niên nghe vậy, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trung niên tên Hồng Mông, là Hồng Mông không gian cái sinh linh thứ nhất. Đại ca nói thật phải, tiểu đệ cũng có loại cảm giác này. Nghe tiếng, Lâm Mông gật đầu một cái, có phần đồng ý nói ra. Nhị đệ, ngươi bình thường tốn thêm nhiều chút tâm tư, vì là huynh đệ chúng ta tìm được một đường sinh cơ. Suy nghĩ một chút, hồng mông đối với lâm mông nói tiểu đệ chính có ý đó lâm mông gật đầu một cái cười nói tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới nam chiếu quốc ngoại ô một tòa phổ thông trên núi nhỏ núi bên trên ngồi xếp bằng một vị thân thể mặc trường bào tóc dài đầy đầu phi ở sau lưng trung niên nam tử hắn chính là nam chiếu quốc thực tế chấp chưởng giả bái nguyệt giáo chủ cõi đời này thật chẳng lẽ không có ai có thể hiểu được ta suy nghĩ sao? ta nắm giữ mới là chân lý, ta làm hết thảy mới là đúng. vì sao toàn thế giới người đều làm như không thấy, cũng không tin ta? khó trách cổ ngữ có nói, tri kỷ khó cầu, tri kỷ khó cầu a. À, bái nguyệt mắt đen giếng nước yên tĩnh, phản phất nhìn xuyên hết thảy. trí tuệ ánh mắt ngắm nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. gờ rút cha sẽ cho không có chút trung động nào sinh hoạt mang theo kinh hỷ sao? Ô, bản tòa chỉ là nói bản tiểu sử bên trong một vai. Cái này gờ rút cha. Ngược lại có chút ý tứ. Sau một hồi lâu, bái nguyệt sắc mặt rốt cuộc có một chút biến hóa. Hắn khẽ mỉm cười, thật giống như gặp phải cực kỳ thú vị sự tình một dạng, bình thường. Tiếu ngạo giang hồ thế giới. Phúc Châu Thành, Tây Môn Đường Phố. Cùng gió vân liễu, Hương hoa say lòng người. Lúc này chính là Nam Phương Xuân Quan tràn đầy nát vụn mùa vụ. Tảng đá xanh đường thẳng tắp mở rộng ra ngoài, thông thẳng Tây Môn. Tại đây đứng sừng sững một tòa diện tích hùng vĩ biệt thự, tên là Phúc Quy Tiêu Cục. Tiêu Cục hậu viện, thiếu Tiêu đầu Lâm Bình chi hôm nay thái độ khác thường, cũng không ra khỏi thành du ngoạn. Hắn ngồi trong thư phòng, thần sắc phấn chấn mà nhìn trước mắt hư không. Những người khác không thấy được hư không bên trong lơ lửng một đạo lấp lánh màn sáng. Đây chính là tuyệt thế tiên duyên, ta là thiên mệnh chi tử, ha ha. Ta muốn thành tiên thành thần, thành Phật làm tổ. Lâm Bình Chi cố nén kích động trong lòng, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Hắn tuy nhiên còn trẻ nhưng cũng không ngốc, bậc này cơ duyên, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người thứ hai biết. Nếu không, này sẽ cho cả nhà hắn mang theo họa sát thân. Gờ rút cha. Trường sinh chân nhân, các vị không cần suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ tôi ngày xưa tại các ngươi mới có thể cảm giác được mình là có máu có thịt người, cũng có sướng vui đau buồn vân vân tự. Trường sinh chân nhân, bần đạo kiếp trước vốn là hòa bình xã hội một cái người bình thường, một ngày kia chân thân xuyên việt, gian nan cầu sinh, thẳng đến bây giờ đã hơn hai ngàn vạn năm. Trường sinh chân nhân, mà xuyên việt hồng hoang thế giới cũng là kiếp trước hư cấu đi ra tiểu thuyết tác phẩm nhưng cái này hơn 2.000 đã qua vạn năm bần đạo có thể một trăm phần trăm khẳng định hồng hoàng thế giới chân thực tồn tại trường sinh chân nhân cho nên các ngươi còn đang lo lắng cái gì nhìn đến mọi người đều trầm mặt không nói thật giống như bị chính mình nói tới tin tức bị dọa cho phát sợ lý trường sinh khẽ mỉm cười có thể lý giải bọn họ tâm tình dù sao cho dù ai biết mình cũng không chân thực tồn tại chỉ là giả thuyết trong tác phẩm một vai, cũng rất khó tiếp nhận hiện thực. Lâm Mông Chân nhân từng nói, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, cũng không làm quấy nhiễu. Chỉ là có chút hiếu kỳ, ta cùng đại ca có thể hay không tránh thoát trói buộc đạo tôn có thể hay không giải thích cho ta. Đem tên thật ở lại hồng mông kim bản, Lâm Mông đã siêu thoát bàn long vũ trụ, đạp vào hồng mông trưởng khống giả chi cảnh. Hắn tự nhiên có thể lý giải Lý Trường Sinh nói tới, cũng có thể phân biệt tự thân và thế giới thật giả. Hắn duy nhất muốn biết là, tương lai phải chăng vĩnh viễn bị trói buộc vô pháp tránh thoát. Trường sinh chân nhân Người chính mình thử một phen, chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn thấy lâm mông tên, và hắn nói tới, lý trường sinh biết rõ, hắn đã thành hồng mông trưởng khống giả. Hồng mông kim bản, là hồng mông thế giới kỳ vật. Cái gọi là thành cũng tên lưu kim bản, bại cũng tên lưu kim bản. Chỉ cần đem tên lưu tại kim trên bản, liền có thể siêu thoát vũ trụ, đạp vào hồng mông chưởng khống giả dạ cảnh giới. Nhưng mà có một cái tai hại, đó chính là vĩnh viễn chịu đến kim bản trói buộc, trọn đời vô pháp tránh thoát. Về phần Lâm Mông cuối cùng có thể hay không tránh thoát trói buộc, Lý Trường Sinh cũng không biết rằng. Dù sao, nhân gia tác giả cũng không có viết tới đây a. À. Diệp phàm. Trường Sinh lão đại, vậy ta thì sao? ta có phải hay không tiểu thuyết nhân vật chính. Ngày sau trở thành thế giới thủ phú, thê thiếp thành đàn, tả hữu thế giới bố cục. Có thể gặp được chính thức hồng hoang xuyên Việt giả, Diệp Phàm rất là hưng phấn. Trong đầu hắn tha hồ tưởng tượng đến Mỹ hảo tương lai, trong miệng phát ra khặt khặt tiếng cười. Dù sao, có thể được gờ rút chát chọn trúng, khẳng định đều là tiểu thuyết nhân vật chính, người qua đường giáp nào có loại đãi ngộ này a à? Trường sinh chân nhân Ngươi a, à, ngươi tương lai khó nói a, à, ngươi là muốn nghe lời thật, nghe vẫn là nói sai. Nhìn thấy Diệp Phạm nói tới, Lý Trường Sinh cơ bản đã xác định, tiểu hắc tử còn chưa có đi tới bắt đầu. Bất quá, nhìn hắn hưng phấn như thế, Lý Trường Sinh dân lên trêu cực hắn tâm tư. Ba en. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4. Diễn hóa vận mệnh lạc ấn kêu cầu đuổi độc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. G rút cha. Diệp Phạm. A à, lời thật làm sao, nói sai lại làm sao. Nhìn thấy Lý Trường Sinh hồi âm, Diệp Phạm tâm lý dân lên một luồng dự cảm không tốt. Chẳng lẽ, ta nhân sinh chỉ là một cái khay trà, phía trên bầy đầy bi kịch. Trường Sinh chân nhân. Đừng nóng nha, nên đến cuối cùng đến, không nên tới ngươi cũng đợi không được. Lý Trường Sinh quyết định, trước tiên treo treo tiểu hắc tử khẩu vị nếu như cho hắn biết hắn về sau sẽ trở thành thiên đế thậm chí tế đạo bên trên tồn tại tiểu hắc tử chẳng phải là muốn cuồng không biên giới dịp phàm lệch ngày trường sinh lão đại ngươi cũng đừng làm ta sợ a à, có phải hay không ngày tận thế bạo phát hay là cái gì sinh hóa nguy cơ lý trường sinh càng là không nói dịp phàm thì càng sợ hãi lúc này mà chính là 2012 ngày tận thế câu chuyện nhất thịnh hành thời điểm. Trong đầu hắn, thậm chí hiện ra ngày trước xem qua mặt nhật lưu điện ảnh tràn cảnh. Một đợt không biết tai nạn đột nhiên bạo phát, toàn thế giới đều ngừng bày, tử thương vô số. Tang thi, Sea Creeper, bạo quân hàng ngũ, càng là tại dịp phàm trong đầu vẫy không đi. Trường sinh chân nhân. Vậy ngược lại không có có, chỉ có điều rời khỏi địa cầu, đi ngoại tinh phát triển trêu chọc một hồi diệp phàm về sau lý trường sinh có chừng mực diệp phàm a à, ngoại tin địa cầu bên ngoài thật có văn minh tồn tại sao diệp phàm vải thật giả a à. diệp phàm đồng tử bất thình lình phóng đại bất thình lình một ngụm quốc gia tinh túy bật thốt lên đinh diệp phàm bị cấm nói một phút trường sinh chân nhân hả bần đạo mà ngươi nói còn không tin tránh qua một bên đi. Thấy Diệp Phạm nhảy như vậy thoát, Lý Trường Sinh lập tức cho hắn tưới một chậu nước lạnh. Diệp Phạm, ngươi lễ phép sao? Bị cấm nói sau đó, hắn chỉ có thể nhìn màn ảnh, vô pháp tiến hành bất kỳ thao tác nào. Bái Nguyệt, chân nhân, ta muốn biết, ta lý tưởng cuối cùng là không thực hiện. Lẳng lặng quan sát một hồi mà, Bái Nguyệt xuất hiện, phát ra nghi vấn. Trường Sinh chân nhân không có. Bái nguyệt lý tưởng là cái gì? Hủy diệt hiện có cựu thế giới, lại lần nữa thiết lập một cái tràn đầy yêu tân thế giới. Này không phải là tán gẫu sao? Có người liền có giang hồ, có người liền có tranh đấu. Hắn cái này thuần túy là từ nhỏ thiếu yêu, lớn lên muốn ăn đòn. Bái nguyệt. Loại này sao? Bái nguyệt giáo chủ trầm mặt. Lâm Bình Chi. Hỏi chân nhân, vậy ta thì sao? ngày sau có phải hay không sẽ trở thành võ lâm minh chủ, chịu giang hồ đồng đạo ngưỡng mộ, lưu danh hậu thế. Hỏi ra những lời này lúc, Lâm Bình Chi tâm lý phi thường thấp thỏm. Hắn ngược lại muốn hỏi, chính mình ngày sau có thể hay không thê thiếp thành đàn. Nhưng người thiếu niên lòng xấu hổ, hắn hỏi ra. Trường sinh chân nhân. Tiểu Lâm tử ngươi a à chết lão thảm. Nhìn thấy Lâm Bình Chi đặt câu hỏi, Lý Trường sinh hơi xúc động. Nhắc tới, Tiếu ngạo vốn không có hiệp, duy dư lâm bình chi. Hắn vốn là thiện lương con nhà giàu, đối với người xung quanh tốt, gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ. Chỉ tiếc, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hắn rất nhanh sẽ gặp phải phiền toái, thấy được thế giới tàn khốc. Thanh thành phái trưởng môn dư thương hải, bởi vì ngấp nghé lâm gia ít tà kiếm phổ, xuất đệ tử diệt lâm gia cả nhà. Lâm Bình Chi từ phú nhị đại biến thành không nhà để về người đáng thương nhưng cho dù hắn chán nản trở thành khất cái, bị người dùng nước rửa chân tưới thân thể, một đường ăn mày chịu hết khinh thường. Hắn cũng không có làm sằng làm bậy, không có ý mạnh hiếp yếu. Về phần hậu kỳ hắc hóa, đó bất quá là bị hiện thực bức bách, không ước nguyện của hắn. Đây là một cái đơn thuần, thiền lương bên trong, lại dẫn hèn yếu thiếu niên. Lâm Bình Chi Chết lão thảm Cái này, nghe vậy, Lâm Bình Chi trong lòng bất thình lình run nhẹ, Vô pháp tiếp nhận Trường sinh chân nhân Chiêu thiên vạn giới rộng lớn đến nhường nào Có lẽ có vô số tương đồng thế giới Bần đạo nói không chắc là thật Ngươi cũng đừng quá để ý Trường sinh chân nhân Như vậy đi, bần đạo phát hiện G-rút cha có đám văn kiện công năng Có thể mang có liên quan đến ngươi ảo tưởng Trong tác phẩm truyền tới đám trong văn kiện Nếu mà phù hợp ngươi chính thức vận mệnh Nó sẽ tự động diễn hóa thành vận mệnh lạc ấn trường sinh chân nhân. Bần đạo cái này liền đem ngươi trong tác phẩm truyền thử một lần. Thấy Lâm Bình Chi ngữ khí, Lý Trường Sinh cười nói. Huống chi, đồng nhân tác phẩm biết bao nhiêu. Hắn cũng không cách nào khẳng định, cái này Lâm Bình Chi sẽ là bên trong nguyên tác Lâm Bình Chi. Vạn nhất là đồng nhân tác phẩm bên trong Lâm Bình Chi đâu. Vạn nhất chỉ là trùng tên trùng họ đâu. Còn lại đám viên cũng là đạo lý giống vậy. Lâm Bình Chi có làm phiền chân nhân, diệp phàm, hô, trường sinh lão đại, ta sai, lần sau không dám. bị cấm nói cảm thụ, diệp phàm phát thề không nghĩ nếm thử nữa. hô ta đây là quá kích động, thế cho nên khẩu suất cuồng ngôn bị cấm nói về sau, diệp phàm tỉnh táo lại. bất quá, nhìn người xuyên việc này bộ dáng, cũng không hề để ý. dạng này cũng tốt, ta loại này nói chêm chọc cười, ngược lại lại so với nịnh nọt có quan hệ tốt dù sao, thân là tiệt giáo đại sư huynh, cái gì nịnh hót chưa từng nghe qua. Ta liền đến cái phương pháp trái ngược. Trong đầu hắn thỉnh thoảng bốc lên từng cái từng cái suy nghĩ, cuối cùng dần dần có quyết định. Cái này gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, không phải sợ. Trường sinh chân nhân. Không có việc gì, ngược lại chính bần đạo tùy thời có thể cấm ngôn. Lý trường sinh thuận miệng nói ra. Đinh. Chủ nhóm Trường Sinh Chân Nhân đăng lên đám văn kiện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hắn tâm niệm nhất động, sửa sang lại một phen Tiếu Ngạo ký ức, đem đăng lên đến đám văn kiện bên trong. Đinh. Tiếu Ngạo Giang Hồ phù hợp đám viên vận mệnh, đã diễn hóa thành vận mệnh lạc ấn, gần chỉ định đám viên Lâm Bình Chi quan sát. Rất nhanh, lại có một đạo nhắc nhở bắn ra, biểu thị phù hợp g rút tiêu chuẩn, tự động diễn hóa thành vận mệnh lạc ấn. Cùng lúc cái mạng này vẫn lạc ấn gần lâm bình chi bản thân có thể quan sát đây cũng là đối với hắn riêng tư bảo hộ người sống một đời ai còn không có chút riêng tư tiểu thích a à? nếu như làm cho mọi người đều biết chẳng phải là cung cấp với trước người trần truồng mà chạy như vậy không tốt lý trường sinh thầm nghĩ lâm bình chi chân nhân lâm bình chi thấy vậy đại hỷ luôn miệng cảm tạ sau đó cả người tâm thần đều chìm vào vận mệnh trong lạc ấn. Trường Sinh Chân Nhân, không cần cảm ơn, chút sức vặt mà thôi. Trường Sinh Chân Nhân, đúng, Diệp Phàm, Lâm Mông, Bái Nguyệt, các ngươi ba vị cũng muốn ta đăng lên sao? Lâm Mông, được, có làm phiền chân nhân. Bái Nguyệt, có làm phiền chân nhân. Diệp Phàm, phiền toái Trường Sinh lão đại. Đinh chủ nhóm trường sinh chân nhân đăng lên đám văn kiện thận hư tam bộ khúc đinh chủ nhóm trường sinh chân nhân đăng lên đám văn kiện tiên kiếm ba bộ khúc đinh chủ nhóm trường sinh chân nhân đăng lên đám văn kiện hồng mông hai bộ khúc thấy ba người bọn họ đều đồng ý lý trường sinh thuận tay liền đem đăng lên đinh thận hư tam bộ khúc phù hợp đám viên vận mệnh đã diễn hóa thành vận mệnh lạc ấn đạm hóa cấm chế gần chỉ định đám viên diệp phàm quan sát đinh hồng mông hai bộ khúc phù hợp đạm hóa gần chỉ định đám viên lâm mông quan sát đinh tiên kiếm ba bộ khúc phù hợp gần chỉ định đám viên bái nguyệt quan sát rất nhanh đăng lên ba bộ tác phẩm tự động diễn hóa thành các đám viên vận mệnh lạc ấn chỉ có điều diệp phàm cùng lâm mông vận mệnh lạc ấn cùng lâm bình chi bái nguyệt hai người khác biệt bọn họ thế giới bên trong, liên quan đến siêu thoát vận mệnh, sợ chút thời gian tuyến tồn tại vô thường. Vì là không đưa tới những tồn tại này chú ý, gờ rút chắc tự động đạm hóa thân ảnh bọn họ. 4 en Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 diễn giáo đệ tử tìm đến trang tử yêu cầu đuổi đọc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thượng Thanh Cung Hả? bên ngoài chuyện gì ồn ào náo động. Lý Trường Sinh đem bốn tên quần viên vận mệnh đăng lên sau đó, liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Thần thức nhất động, rất nhanh sẽ nhìn thấy ngoài điện tình hình. Thành thục ổn trọng đại tỷ tỷ Kim Linh, nghịch ngợm dễ thương vô đương cùng Quy Linh, trời sinh tính làm ầm ý Kim Cô Tiên, yêu thích luyện đang bị lô tiên các sư đệ sư muội thân ảnh, từng cái một đập vào mi mắt. Mặt khác xiển giáo đệ tử toàn bộ cùng xuất hiện, đi tới Thượng Thanh Cung, đang cùng các sư đệ sư muội dặn co. Bồ, dẫn đầu là nhiên đăng đạo nhân. Hắn đây là vì là quản thành tử thỉnh cầu giải thích sao? Lý Trường Sinh chỉ là liếc mắt nhìn, liền cái gì cũng hiểu. Hắn rời khỏi gờ rút cha, thẳng người mà lên, dậm chân đi ra ngoài điện. Dãy núi mịt mờ ở giữa, đứng sừng sững ba tòa cung điện, theo thứ tự là tam thanh đạo trang. Chỉ có điều, ba vị thánh nhân không ở, đi trong hỗn độn lưu thủ nơi đây, tất cả đều là tam giáo đệ tử. Nhân giáo Duy Huyền Đô một người, thường thiện vô vi, từ không tham dự phân tranh. Xỉn giáo có thập nhị kim tiên, lại thêm nam cực tiên ông cùng vân trung tử, tổng cộng 14 người đệ tử. Tiệt giáo đệ tử số lượng liền hơn nhiều, trừ lý trường sinh bên ngoài, còn có tứ đại nội môn đệ tử, tùy thị thất tiên, và hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử. Lại thêm xỉn tiệt nhị giáo giáo chủ lý niệm, giáo nghĩa đều không giống nhau, ẩn có khoảng cách. Xiển giáo đệ tử xem không lên tiệc giáo đệ tử lai lịch thấp kém, tất cả đều là phi mau đái giác, vật hèn sinh sau hàng người. Tiệc giáo đệ tử cũng xem không lên xiển giáo đệ tử phân biệt đối xử, tự cho mình thanh cao, không coi ai ra gì. Ngay sau đó, lưỡng giáo đệ tử ở giữa, trong ngày thường cũng là ma sát không ngừng. Hai ngày trước, tiệc giáo đa bảo cùng xiển giáo quản thành tử làm qua một đợt đột phá đại la quản thành tử mạnh mẽ giáo huấn đa bảo một hồi đánh cho hắn sưng mặt sưng mũi nhưng nhìn hôm nay loại này quản thành tử cũng không có chiếm được tốt xiển giáo đệ tử cùng xuất hiện ngọc thanh cung đến thượng thanh cung tìm đến trang tử người cầm đầu là xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân đại sư huynh đến quá tốt gặp qua đại sư huynh gặp qua đại sư huynh nhìn thấy lý trường sinh đến Tiệt giáo đệ tử thật giống như tìm ra người đáng tin cậy, dồn dập hướng về hắn hành lễ. Đám người bỏ ra một con đường, Lý Trường Sinh hơi gật đầu, cùng sư đệ chào hỏi. Hắn đi tới trong sân, đứng tại một đám sư đệ sư muội trước người. Đại sư huynh, xiển giáo đệ tử lai giả bất thiện, cẩn thận ứng đối. Nữ tiên chi thủ tên Kim Linh Thánh Mẫu, là nội môn gần với Lý Trường Sinh cùng Đa Bảo Tam sư tỷ. Nàng thân thể xuyên thất thải hà y toàn thân tiên khí tung bay. Thấy Lý Trường Sinh đến, nàng ấp thi lễ, nhắc nhở. Hừng, vi huynh đỡ phải. Kim Linh sau lưng, đi theo hai gã khác đệ tử thân truyền, vô đường thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu. Lúc này, đa bảo diện bích bế quan không ra, đối mặt xiển giáo đệ tử chuyện theo dệt, ba người các nàng chỉ phải đích thân đứng ra. Sau đó chính là tùy thị thất tiên, ô vân tiên, kim cô tiên, bì lô tiên, trường nhĩ định Quang tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên. Và một đám ngoại môn đệ tử đều đến vì các nàng tăng lên thanh thế. Gặp qua Đại sư Huynh. Thấy Lý Trường Sinh đến, một đám nội môn đệ tử dồn dập hướng về hắn hành lễ. Hừm, đại gia không cần đa lễ. Lý Trường Sinh mặt mỉm cười, cùng mọi người đáp lễ. Nhân tộc Triệu Công Minh, bái kiến thánh phụ. Lúc này, trong ngoại môn đệ tử, đi ra một tên thanh niên hắn quỳ gối lý trường sinh trước người, trịnh trọng dập đầu hành lễ. Triệu sư đệ lên, lấy đại sư huynh tương xứng là được. Lý trường sinh đây là lần thứ nhất nhìn thấy triệu công minh, không khỏi quan sát tỉ mỉ một cái. Hắn thân mặc đạo bào, mặt đen râu rậm, đầu đội thiết quan, uy vũ bất phàm. Hắn toàn thân tu vi, đã đạt đến kim tiên chi cảnh. Vâng, đại sư huynh. Triệu công minh chần chờ một hồi, rốt cuộc đổi giọng. Lý Trường Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, không có nhiều lời. Xoay đầu lại, nhìn về phía đối diện xiển giáo chúng đệ tử. Nhìn đăng đạo hữu, ngươi không ở Ngọc Thanh Cung ngộ đạo, tụ chúng đến ta Thượng Thanh Cung làm gì? Lý Trường Sinh đứng chắp tay, hướng nhiên đăng đạo nhân hỏi. Trường Sinh đạo hữu, ngươi hà tất biết rõ còn hỏi. Hai ngày trước, ngươi tiệt giáo đa bảo đánh ta xiển giáo quản thành tử, ngươi hẳn biết chứ. Để cho đa bảo đi ra đi, chuyện này hắn nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý. Nếu không, ta xiển giáo tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Nhìn đăng đạo nhân tướng mạo ly kỳ, hình dung cổ quái, đơn giản đến nói chính là xấu xí không chịu nổi. Hắn vốn là tử tiêu cung ba nghìn nghe giảng khách một trong, phía sau bái nhập nguyên thủy thánh nhân môn hạ, được bổ nhiệm làm xiển giáo phó giáo chủ. Ồ, không đúng sao, theo bần đạo biết, quản thành tử sư đệ đã đột phá đại la chi cảnh mà ta đa bảo sư đệ bất quá nho nhỏ thái ất cảnh há lại có thể đánh được quản thành tử sư đệ đây tuyệt đối là bêu xấu trần trụi bêu xấu không bằng ngươi để cho quản thành tử đi ra đối chất lý trường sinh cũng không đem nhiên đang coi ra gì bái nhập nguyên thủy môn xuống bên dưới mười mấy nguyên hội vẫn chưa thể trảm thi phế phẩm các ngươi hắn vung kiếm liền có thể cảm diệt nhưng nghĩ đến bao che nguyên thủy thánh nhân hắn chỉ phải hòa hòa khí khí giải thích. Người đây là cưỡng từ đoạt lý. Mau đem đa bảo giao ra. Nhìn đăng sắc mặt hung ác, khí phẫn điện ưng nói ra, quản thành tử bị đánh, chỗ nào có ý đi ra mất mặt. Lúc này, hắn nhớ tới liên quan tới lý trường sinh tương truyền, trong bụng lại có chút chần chờ. Nghe nói thủ đoạn người này tàn nhẫn, xuất thủ không lưu tình. Tam quan đạo nhân xưng hào, chính là minh chứng. Dết sạch, đoạt hết cháy rồi. Hướng theo bái nhập thông thiên môn hạ, mấy năm nay ngược lại thu liễm rất nhiều. Bất quá, nhìn trước mắt ăn nói khép nép Lý Trường Sinh, nhiên đăng lắc đầu một cái. Đây đều là ảo giác, nếu như đối phương thật có bản lãnh như vậy, cũng sẽ không là bộ dáng này. Hả? Nhiên đăng đạo hữu đây là tính toán càng quấy. Lấn ta tiệt giáo không có người sao? Liết về nhiên đăng một cái, Lý Trường Sinh chậm rãi hỏi lưỡng giáo đệ tử mặc dù lúc đó có ma sát, nhưng song phương đều rất giống tâm hữu linh tê một dạng, khống chế ở một cái có thể khống chế phạm vi bên trong. Vô luận đánh thắng đánh thua đều sẽ không đi tìm gia trưởng, chỉ có thể lặng lẽ nỗ lực, tranh thủ lần sau lại tìm trở về trang tử. Khi như hôm nay, xiển giáo vậy mà huy động nhân lực, toàn bộ chỉ bảo đệ tử cùng xuất hiện. Khó nói quản thành tử thật thụ thương. Thấy ta giáo phó giáo chủ cũng không hành lễ, thật không có có giáo dưỡng. Đúng vậy, một đám phi mau đái giác, vật hèn sinh sau hạng người, nhiễu côn lôn sơn chướng khí mù mịt. Ta phải nói, nên đem bọn hắn đuổi đi xuống núi, tránh cho cho lên trong sạch sư thúc bôi đen. Quản thành tử sư huynh bị khi dễ quá thảm, ít nhất tu dưỡng ngàn năm có thể khỏi bệnh. Nếu là không tìm lại công đạo, hắn tiệt giáo còn không được, phải, leo đến ta xiển giáo trên đầu muốn làm gì thì làm. Không sai, tôn ti có thứ tự, trưởng ấu khác biệt, bọn họ thật không có có giáo dưỡng. Thập nhị kim tiên nghe vậy, từng cái từng cái vì là quản thành tử bất bình dùng. Làm càng. Lý trường sinh sắc mặt lạnh lẽo, không bao giờ nữa hồi phục lạnh nhạt. Một đến hai, hai đến ba, thật coi hắn lý trường sinh là để cho người khi dễ bột mềm hay sao. Hắn tuy nhiên đê điều cẩn thận, nhưng chuẩn thánh không thể nhục, tiệt giáo mặt không thể ném. Chuẩn thánh đại viên mãn uy áp, toàn bộ phóng thích ra ngoài, Hướng phía xiển giáo mọi người trấn áp tới. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi ngàn tỷ dặm thật giống như thiên uy buông xuống một dạng, bình thường. Âm. Nhiên Đăng đạo nhân đứng mũi chịu sào, đồng tử bất thình lình co rụt lại, tầm mắt tối sầm lại. Một tôn thân ảnh khổng lồ nổi lên, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Tại cái này tồn tại trước mặt, hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Một khắc này, nhiên đang cảm nhận được một luồng lâu ngày không gặp uy hiếp tử vong. Âm. Liền nhiên đang đều vô pháp đối mặt uy áp, những người khác liền càng không cần phải nói. Từng cái từng cái bị ép tới quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Tốt bọn họ giống như nhìn cái chết đến buông xuống, sinh mệnh điêu linh. Lúc này, bọn họ mới chính thức biết được, chuẩn thánh cường giả chỗ kinh khủng. Hư. Lần này chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, lại thêm lần sau, đừng trách ta không nể tình." Lý Trường Sinh lạnh trên một tiếng, phất tay áo thu hồi uy áp. Sau một khắc, hết thảy trở về nguyên dạng, phong khinh vân đạm. Xiển giáo chúng tiên từng cái từng cái lòng vẫn còn sợ hãi, đã không còn phân nửa cuồng ngạo. "Phải phải, lần sau không dám." Nhiên đăng đạo nhân trong mắt vẫn lưu lại vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ nếu không phải xem ở song phương giáo chủ phương diện tình cảm hắn lúc này mà đã chết chúng ta đi nhiên đăng cáo lỗi một tiếng về sau khẽ quát một tiếng lời độc ác cũng không dám thả một câu mang theo xiển giáo đệ tử chạy trốn chết ha ha lý trường sinh chính là biết rõ lần này nhân quả không dễ dàng như vậy kết đại sư huynh uy vũ đại sư huynh ngưu phê bình đại sư huynh ta phải cho ngươi sinh hài tử Tiệt giáo chúng đệ tử thấy vậy, đồng loạt hoang hô. Bồ, cái gì kỳ quái đồ vật lẫn vào đến? Năm En Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 6 Cùng các sư đệ sư mùi luận đạo yêu cầu đuổi đọc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thượng Thanh Cung Một đám tiệt giáo đệ tử vui mừng kêu thành tiếng, thật giống như đánh thắng trận một dạng, bình thường bọn họ dùng sùng bái lại ánh mắt kính sợ nhìn đứng ở trung gian đại sư huynh trường sinh đạo tôn tốt tốt thưa dịp ta hiện tại có rảnh các ngươi có tu luyện cái gì trên vấn đề khó khăn đều có thể hỏi ta miễn là ta biết nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm bị các sư đệ sư muội vây quanh lý trường sinh giơ một tay lên ngừng lại mọi người hoang hô ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người hướng bọn hắn nói ra qua đại sư huynh lại muốn luận đạo ta thích nghe nhất đại sư huynh luận đạo thật là vui sư tôn giảng đạo rộng rãi mà nhận lấy đại sư huynh luận đạo chuyên mà tin vừa vặn bổ sung đa bảo sư huynh diện bích đi bỏ lỡ một cơ hội vậy ngươi có biết đa bảo sư huynh lập tức phải đạp vào đại la kim tiên chi cảnh mọi người vừa nghe đều vui cười tươi cười ngay sau đó một chúng các sư đệ sư muội mỗi người ngồi trên mặt đất ba cái một đám, năm cái một nhóm, đem Lý Trường Sinh vây quanh vây lại. Đại sư Huynh, ta muốn hỏi, nên như thế nào chứng đạo thái ất đạo quả? Rất nhanh sẽ có người đứng lên, là tùy thị thất tiên bên trong kim quan tiên. Hắn là dị thú kim mau hống đắc đạo, sau đó bị xiển giáo từ hàng bắc vì là tọa kỵ. Bây giờ lúc này ánh sáng tiên, chỉ có kim tiên hậu kỳ thực lực, vô cùng hy vọng chứng đạo thái ất đạo quả có cơ hội hướng đại sư huynh đặt câu hỏi hắn tự nhiên không muốn bỏ qua thái ất đạo quả a à? lý trường sinh nghe vậy liếc mắt nhìn rất nhiều sư đệ sư muội gặp bọn họ đều mắc lộ hy vọng chi sắc đại bộ phận người cũng không từng đạp vào thái ất chi cảnh tự nhiên đối với vấn đề này vô cùng hiếu kỳ cái vấn đề này hỏi rất hay vậy ta liền cùng các ngươi cố gắng giảng một chút đi trầm ngâm một phen lý trường sinh bắt đầu giảng giải ai ai cũng biết tiên đạo phân ngũ trọng địa tiên thiên tiên kim tiên thái ất đại la ta xem tất cả mọi người bước vào thiên tiên chi cảnh thiên tiên trở xuống liền không nói chủ yếu nói một chút kim tiên cảnh kim tiên người kim tính bất hủ thọ nguyên vô cùng nhật nguyệt vẫn mà ta không vẫn thiên địa diệt mà ta bất diệt xem như bước đầu bước vào vĩnh sinh cánh cửa đây là bởi vì kim tiên chi cảnh đã ngưng tụ bất hủ chi chân linh sinh linh thông qua tu luyện có thể ngưng tụ nguyên thần nguyên thần xuất khiếu tụ tán tùy tâm ngao du thiên địa nhưng nếu là gặp phải càng cao tầng thứ công kích nguyên thần phai mờ cũng chỉ là chờ rảnh rỗi mà kim tiên chi chân linh ghi chép tu sĩ cả đời thành quả huyền diệu dị thường bình thường thủ đoạn căn bản là vô pháp tìm ra chân linh nơi ở tự nhiên cũng liền không đã thương được chân linh vì vậy mà kim tiên cảnh tu sĩ cho dù bị người đánh cho hồn phi phách tán, hình thần đều diệt, chân linh cũng có thể chuyển thế trọng sinh. Đây cũng là kim tiên cảnh được xưng là bất hủ kim tiên từ đâu tới, vậy sao, thái ất làm gì có huyền diệu đâu. Lý trường sinh dừng lại, lưu mọi người lấy tiêu hóa thời gian. Một lát nữa mà, hắn mới nói tiếp giải. Thái ất cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc, dùng dùng pháp tắc, thân hợp pháp tắc. Mỗi một tia pháp lực bên trong, đều mang theo pháp tắc vận luật, có thể tùy tiện ma diệt tu sĩ chân linh. Cho nên, thái ất cảnh tu sĩ có thể tùy tiện đem thực lực thấp hơn chính mình tu sĩ triệt để từ thế gian mạt sát, không lưu phân nửa vết tích. Nếu muốn đạp vào thái ất cảnh, nhất định phải đem pháp tắc lĩnh ngộ nhập môn. Cái cảnh giới này, vừa vặn chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc, thuộc về biết bề ngoài mà không biết bề trong. Chỉ có đem pháp tắc triệt để lĩnh ngộ, biết đúng vậy biết nó nguyên cớ, mới có tư cách đạp vào đại la chi cảnh đương nhiên đại la cảnh huyền diệu xa không chỉ như thế bọn ngươi khoảng cách giai đoạn này còn xa chỗ này của ta liền không nói nhiều nói tới chỗ này lý trường sinh liền dừng lại một số thời khắc biết rõ nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt chúng các sư đệ sư muội hôm nay bất quá kim tiên chi cảnh nếu như đường đột tiếp xúc được đại la tầng thứ tri thức dễ dàng hình thành tri kiến chướng bất lợi cho ngày sau tu luyện đại sư huynh Ta minh bạch, Kim Quang Tiên kích động thi lễ một cái sau đó, hài lòng ngồi xuống. Ta rốt cuộc biết nên như thế nào đột phá Thái ất Cảnh, Đại sư huynh. Đúng vậy a, à, Đại sư huynh nói được rất thẳng trắng, rõ ràng dễ hiểu, ta cũng nghe hiểu. Đại sư huynh. Những người khác cũng đều đồng loạt nói cám ơn, đại đa số người như có sở ngộ. Hừm, có thể đối với các ngươi tu luyện có giúp đỡ, cũng không uổng ta một phen khổ tâm lý trường sinh gật đầu một cái có phần vui mừng nói ra đại sư huynh ngài là chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh sao lúc này ngoại môn đại sư huynh triệu công minh đứng lên cung kính hỏi đúng vậy a à, ta mười vạn năm trước liền đạp vào cảnh giới này người có nghi vấn gì sao lý trường sinh chuyển qua ánh mắt nhẹ nhàng hỏi hí chào đại sư huynh lợi hại a à? đúng vậy a à, chúng ta chỉ là kim tiên cảnh cũng liền mấy vị sư huynh sư tỷ đạt đến thái ất cảnh đại sư huynh lại đã sớm đạp vào chuẩn thánh chi cảnh khó trách vừa mới xiển giáo đệ tử chạy trốn chết thật là đại khoái nhân tâm nghe thấy lý trường sinh chính miệng thừa nhận mọi người một hồi xôn xao đại sư huynh có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút chuẩn thánh cảnh uy năng sao triệu công minh có chút ngượng ngùng yêu cầu triệu sư huynh đề thật tốt đại sư huynh ngài sẽ để cho chúng ta xem chứ sao nhắc tới, vừa mới đại sư huynh khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, ta còn không có cảm giác liền biến mất. Đó là bởi vì, chúng ta quá yếu. Những người khác vừa nghe, đều nghị luận âm ỉ. Nga, chuẩn thánh cảnh uy năng sao? Lý Trường Sinh vừa nghe, hai mắt hiếp lại, thật giống như hồi tưởng lại năm xưa cao ngất năm tháng. Được, hôm nay sẽ để cho đại gia mở mang tầm mắt. Hắn suy nghĩ một chút, đáp ứng. Nga nga, đại sư huynh muốn đại phát thần uy, mỏi mắt mong chờ. Mọi người dồn dập giữ vững tinh thần, mắt lộ vẻ chờ mong. Theo dõi, khai thiên tích địa. Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, khắp trời linh khí lăn cuộn giữa, ngưng tụ thành một đoàn hào quang ống ánh. Quang mang lơ lửng ở giữa không trung, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Bọn họ không dám lười biếng, nhìn kỹ, rất sợ bỏ qua chút nào. Cái này đoàn quang mang, hỗn hỗn độn độn, như là hỗn độn biến thành. Vô lượng đại đạo chi lực phun trào giữa, hỗn độn trong nháy mắt sụp đổ. khinh thanh chi khí tăng lên, trọng trọc chi khí hạ xuống. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Gần thời gian ba hơi thở, một cái toàn bộ tân thế giới liền được mở mang đi ra. Trá. Thế giới được mở mang về sau, Lý Trường Sinh lần nữa khẽ quát một tiếng hắn tăng nhanh bên trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua, bên ngoài trong tích tắc, bên trong ngàn vạn năm. Sau ba hơi thở, bên trong thế giới liền có vi khuẩn tồn tại. Rất nhanh, người, thú, cầm đám sinh linh xuất hiện. Sau một nén nhang, tu hành chi đạo cũng xuất hiện, có khác biệt giữ tiên phạm. Sinh linh chia làm từng cái từng cái trận doanh, từng cái từng cái thế lực, lẫn nhau tranh đấu không thôi. Diệt. Hồi lâu sau, Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Mới vừa rồi còn vô cùng hưng thịnh thế giới trong nháy mắt phá diệt sụp đổ, hóa thành hư vô. Oanh rất nhanh, tầm mắt mọi người liền khôi phục bình thường. Thế giới sinh diệt ở giữa không ngừng trùng kích bọn họ tâm linh, khiến một chúng các sư đệ sư muội thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Bọn họ phát thề, vĩnh viễn cũng không cách nào quên một màn này. Nhất niệm khai ích thế giới, sáng tạo vô lượng chúng sinh vạn vật nhất niệm hủy diệt thế giới, ước triệu chúng sinh theo tiêu diệt. 6N Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Giảng đạo lý không thành, không thể làm gì khác hơn là nói vật lý, yêu cầu đuổi đọc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hồng hoang bất kể năm, thời gian như nước chảy. Lâm, đại gia mỗi người đi tu luyện đi. Giải đáp xong cái cuối cùng sư đệ nghi hoặc sau đó, Lý Trường Sinh đứng lên chớp mắt một cái, thời gian 500 năm đi qua. Đại sư Huynh, lần này thu hoạch rất lớn, ta muốn bế quan trùng kích thái ất cảnh. Đại sư Huynh, ta chuẩn bị bế quan đột phá kim tiên cảnh. Đại sư Huynh, ta đối với đột phá có nắm chắc hơn. Mọi người dồn dập đứng dậy, đồng loạt hướng hắn hành lễ nói tạ. Đi thôi đi thôi. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm nhìn thấy các sư đệ sư muội có thể có trưởng thành, hắn rất vui vẻ. Vâng, chúng ta cáo lui. Sư đệ cáo lui. Mọi người dồn dập cáo biệt, tàm tàm hai hai rời khỏi. Đợi mọi người sau khi đi, Lý Trường Sinh trở lại Thượng Thanh Cung. Lúc này, hắn cảm ứng được, gờ rút cha có người Internet chính mình. Trở lại đại điện, Lý Trường Sinh ngồi trở lại đến trên bồ đoàn. Tâm niệm nhất động giữa, đăng nhập gờ rút cha. Lâm Bình Chi. Trường sinh chân nhân, nhiều tạ chân nhân, ân hôm nay, Bình Chi trọn đời không quên. Nhìn xong bản thân vận mệnh lạc ấn về sau, Lâm Bình Chi rất lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn bị tương lai mình vận mệnh cho hù sợ, cho hắn nhỏ yếu tâm linh tạo thành hủy diệt tính đã kích. Hắn có lỗi gì? Giúp mọi người làm điều tốt, lấy giúp người làm niềm vui, vốn không có sai. Sai liền sai ở đây, hắn không có thực lực vô pháp bảo hộ người nhà. Sai liền sai ở đây, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Diệp Phàm Cửu Long kéo quan tài từ trên trời rơi xuống, đem tốt hảo một cái khoa học kỹ thuật thế giới, diễn biến thành huyền huyễn cao võ thế giới. Diệp Phàm Nghĩ không ra, ta Diệp mổ nhân cũng có trở thành thế giới nhân vật chính một ngày, nhất triều bước lên thiên đế đường, vương tọa bên dưới hài cốt hàng. Diệp Phàm Vô cùng năm tháng sau đó tương lai, Diệp mổ cuối cùng thành tế đạo bên trên tồn tại vô thượng, đứng tại đa nguyên vũ trụ chi đỉnh. Diệp phàm Chỉ tiếc, cái này hết thảy đều chỉ là tương lai thôi, hiện tại diệp mổ chỉ là một giới phạm nhân, ô hô ai tai. Nhìn xong thận hư tam bộ khúc, diệp phàm rất là hưng phấn. Nhưng hắn lại biết rõ, kia chỉ là trăng trong nước, vụ trung hoa thôi. Tương lai lại ngưu phê bình, cùng hắn hiện tại cũng không có có nửa xu quan hệ. Bái nguyệt bản tọa cuối cùng vẫn chết, chưa hoàn thành lý tưởng vĩ đại, chết bởi đại ái bên dưới. Bái Nguyệt Khó nói, bản tọa thật sai sao? Nhìn sông tiên kiếm ba bộ khúc, bái Nguyệt thần sắc hơi có gần sống. Hắn ngắm nhìn phương xa, bình tĩnh như nước trong ánh mắt, để lộ ra một tia không cam lòng. Lâm mông Không ngừng bồi dưỡng mới hồng mông trưởng khống giả, liền có thể từng bước suy yếu kim bản trói buộc, ta hiểu. Lâm mông chân nhân chỉ điểm, ân hôm nay, ta không bao giờ dám quên, ngày sau nếu là có cần dùng tới ta địa phương, chân nhân cứ mở miệng. Nhìn xong tinh thần biến, và phía sau tầng vũ lưu danh hồng mông kim bản về sau, hồng mông kim bản sức trói buộc có chút yếu bớt. Lâm mông hưng phấn đem cái tin tức tốt này, nói cho đại ca hồng mông. Hai người một hồi tổng cộng, lúc này liền có quyết định. Đối với Lý Trường Sinh chỉ điểm, hai người tất nhiên cảm kích vạn phần trường sinh chân nhân. Không cần cảm ơn, đại gia đã có duyên tổng hợp gờ rút cha, tự mình trợ giúp lẫn nhau. Trường sinh chân nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bần đạo mới vừa cùng các sư đệ sư mùi luận đạo 500 năm, còn sợ đại gia chết già đi. Trường sinh chân nhân. Hôm nay nhìn thấy tất cả mọi người vẫn còn, bần đạo liền yên tâm. Liết một cái tán gẫu ghi chép, Lý Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, đám viên môn đều tại tuyến, thời gian tuyến cũng không có quá khứ bao lâu. Nhưng mà, hồng hoang đều đã qua 500 năm. Diệp Phàm Cái gì 500 năm? Không phải mới qua 10 phút sao? Bái Nguyệt Ta bên này đi qua thời gian một nén nhang. Lâm Bình Chi Bình Chi không có tính toán thời gian, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua thời gian một nén nhang. Lâm Mông Từ nói cho đúng, là cửu phân 38 giây. Nhìn thấy Lý Trường Sinh mà nói, mọi người một hồi hoài nghi nhân sinh. Cái gì 500 năm, chúng ta làm sao không có cảm giác đến? Trường Sinh chân nhân. Nhớ tới, lúc trước xiển giáo người đến tìm phiền toái lúc, bần đạo rời khỏi gờ rút cha. Trường Sinh chân nhân. Có lẽ, nguyên nhân chính là như thế, đại gia tốc độ thời gian trôi qua mới có thể không nhất trí. Suy nghĩ một chút, lý trường sinh tâm lý đại khái có suy đoán lâm mông chân nhân nói thật phải g rút chát thần kỳ chúng ta vô pháp suy đoán lâm mông có lẽ chính là bởi vì chân nhân rời khỏi g rút chát thời gian trôi qua mới không có đồng bộ lâm mông mà bọn ta bốn người đều không lo gút cho nên thời gian duy trì nhất trí bàng long vũ trụ tuy nhiên không có thời gian pháp tắc nhưng siêu thoát vũ trụ về sau Lâm Mông cũng biết thời gian pháp tắc tồn tại. Thời gian, không nhìn thấy không sờ được. Chính là thế gian nhất huyền bí tồn tại, đã thương người trong vô hình. Có câu nói là, năm tháng là một cái xác trư đao, đao đao trí mạng không oán hồn. Lâm Bình Chi Chỉ là mất một lúc, nghĩ không ra thật người đã vượt qua thời gian 500 năm, thật là vô pháp tưởng tượng. 500 năm a à, một cái vương triều cũng không quá hai ba trăm năm thôi không hổ là trường sinh chân nhân, chớp mắt liền vượt qua 500 năm. Nếu không phải người thiếu niên dè dạ đặt, Lâm Bình Chi hận không được cùng dịp phàm một dạng, hô to trường sinh lão đại. Bái Nguyệt Lấy ta hôm nay thực lực, còn có thể sống thêm 500 năm bất tử. Bái Nguyệt thần sắc chấn động, hắn chỉ có 500 năm thọ mệnh có thể sống. Mà đối với trường sinh chân nhân đến nói, 500 năm chớp mắt rồi biến mất. Cái này thật đáng sợ. Diệp Phàm Xiển giáo đệ tử đến tìm phiền toái. Có dưa. Mảnh nhỏ run run. Diệp Phàm biết rõ, tu sĩ chỉ cần đặt chân tiên đạo, trên căn bản liền trường sinh bất lão. Huống chi, trường sinh lão đại đều đã là chuẩn thánh cảnh tồn tại vô thượng. Hồng hoang bất kể năm, một cái lượng kiếp dài đến 56 ức năm. Thời gian 500 năm lại coi là cái gì? Mưa bụi Á đối với xiển giáo đệ tử đến tìm phiền toái sự tình, hắn ngược lại khá cảm thấy hứng thú. Ăn dưa người, ăn dưa hồn, ăn dưa đều là người trên người. Trường sinh chân nhân Từ sư tôn cùng nhị vị sư bá lập giáo thành thánh cũng thu môn độ khắp nơi về sau, bởi vì song phương lý niệm không hợp, đoạn xiển nhị giáo đệ tử ma sát không ngừng, hai bên đều có tranh chấp. Trường sinh chân nhân Quảng thời gian trước, đa bảo sư đệ cùng xiển giáo quản thành tử làm qua một đợt, sau đó nhiên đăng đạo nhân mang theo xiển giáo hạp chỉ bảo đệ tử đến tìm phiền toái trường sinh chân nhân vì là giải quyết lần tranh chấp này thuận tiện giải đáp các sư đệ sư muội trong tu luyện nghi hoặc bần đạo lúc này mới rời khỏi gờ rút cha lý trường sinh hời hợt đem sự tình căn nguyên trải qua giảng thuật một lần dịp phàm hồng liên bạch ngẫu thanh hà dịp tam giáo vốn là một nhà nhưng tam thanh lý niệm bất đồng sớm muộn ghi bàn thắng nhà giải tán diệp phàm vậy lão đại là giải quyết như thế nào tranh chấp đâu đem bọn hắn đều đánh một trận sao đối với tại hồng hoang lịch sử diệp phàm biết quá tường tận trường sinh chân nhân bần đạo vốn là với bọn hắn giảng đạo lý bày sự thật bọn họ lại cùng ta bày lão đại ca chiết bất đắc dĩ bần đạo không thể làm gì khác hơn là với bọn hắn nói vật lý trường sinh chân nhân bần đạo tuy nhiên trời sinh tính đê điều không thích gây chuyện nhưng cũng tuyệt đối không phải nhát gan sợ phiền phức người diệp phàm nói vật lý trực tiếp động thủ sao thật đáng sợ lâm mông không biết hồng hoang tình hình rõ ràng có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bái nguyệt không hiểu lâm bình chi không biết các ngươi đang nói gì ba người khác thấy vẻ mặt mộng bức không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Bảy en Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Versailles Cậu tặc đi chết đi. Yêu cầu đuổi đọc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. G rút cha. Trường sinh đạo người. Như vậy đi, bần đạo đăng lên một đoạn ký ức hình ảnh, các ngươi liền biết. Đinh chủ nhóm trường sinh chân nhân đăng lên đám văn kiện, điều giải đoạn xiển nhị giáo tranh chấp, tất cả mọi người có thể quan sát. Oanh, làm đám viên môn điểm đánh vào, Lý Trường Sinh đăng lên đám văn kiện, điều giải đoạn xiển nhị giáo tranh chấp, về sau. Âm âm một tiếng, bọn họ tâm thần trong nháy mắt bước vào một cái thần kỳ thế giới. Thật giống như đi tới hồng hoang thế giới, đứng tại trên bầu trời, mắt nhìn xuống phương này thần kỳ thế giới. Thiên địa vô tận mênh mông, bực nào rộng lớn vậy trên trời chậm sao rực rỡ, thái dương tinh thả ra ánh sáng vô lượng mang, chiếu sáng thế gian vạn sự vạn vật. Trên mặt đất núi sông nhấp nhô, liên miên bất tuyệt, ức núi cao vạn trượng mạch khắp nơi. Trong núi đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, cổ thụ quái cây mây bàn ngạnh. Trên bầu trời tiên thiên linh khí bao phủ, ngừng kết thành linh vụ theo gió lay động. Nồng nặc người thậm chí hình thành linh dịch, rơi trên mặt đất hóa thành linh trì. Côn lôn sơn mạch sừng sững mờ mịt, núi non trùng điệp, vân hải mênh mông, tường vân bao phủ. Lấy đám viên môn ánh mắt, thậm chí một cái nhìn không thấy bờ bến. Hưu tâm thần cấp tốc hạ xuống, bọn họ tầm mắt bước vào côn lôn sơn bên trong. Sườn núi đứng sừng sững ba tòa thần huy mù mịt cung điện, theo thứ tự là là Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung trước trên quảng trường, đứng yên 15 vị hữu đạo chân tu chi sĩ cái này mười năm đạo thân ảnh từng cái từng cái thật giống như thái cổ thần ma một dạng vô cùng cường đại rất nhanh từ thượng thanh cung sau đó lần lượt đi ra từng đạo nhân ảnh nam nữ cũng có từng cái từng cái cũng là tiên khí như có như không thần quan tràn ra song phương tại một chỗ đối lập nhau lẫn nhau không nhượng bộ tiếp theo từ thượng thanh cung bên trong đi ra một đạo nhân ảnh nó mông lung mà lại thần thánh khiến người không thấy rõ khuôn mặt vô biên đạo vận vận quanh địa thủy phong hỏa phun trào hỗn độn kiếm khí bung ra đại sư huynh nghe thấy mọi người thăm hỏi sức khỏe âm thanh đám viên môn mới biết nguyên lai vị này chính là trường sinh chân nhân trường sinh chân nhân đi ra về sau mang theo một đám sư đệ sư muội ứng đối đến xiển giáo đệ tử hỏi khó hắn vốn là ôn tồn cùng đối phương giải thích có thể nói là hạ thấp tư thái nhưng không nghĩ đến xiển giáo đệ tử không thuận theo không tha cho thậm chí cuồng ngạo vô biên, khẩu xuất cuồng ngôn. Trường sinh chân nhân giận tím mặt, phóng xuất ra toàn bộ uy áp. Oanh vô lượng thần uy cuồn cuộn, đại đạo nổ vang, pháp tắc hỗn loạn. Một khắc này, trường sinh chân nhân thật giống như ngự trị chư thiên, mắt nhìn xuống cửu thiên thập địa. Nhìn xuống chư thiên vạn cổ, quân lâm lớn vô hạn ngàn, ngồi xem thời không trầm phù. Cho dù cách gờ rút cha, dịp phàm chờ đám viên đều cảm nhận được kia uy thế vô biên. Quả thật đúng là không sai, một đám xiển giáo đệ tử căn bản là không đứng nổi, đầu rạp xuống đất. Cuối cùng, nhiên đăng đạo nhân chỉ có thể mang theo bọn họ chạy trốn chết, đại bại trở về. Qua rất lâu, đám viên môn tâm thần mới trở về hiện thực. Bọn họ từng cái từng cái mặt đầy chấn động, trên mặt vẫn có vẻ kinh sợ chưa tán. Lâm mông. Cái này vô biên khí thế, quả thực khó có thể tin, ta kém xa tích tắp vậy. Lâm mông miệng lớn thở hào hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thân là hồng mông trưởng khống giả, theo lý mà nói thực lực cũng không thấp. Nhưng đối mặt trường sinh chân nhân, Lâm mông lại cảm giác không có lực phản kháng chút nào. Điều này cũng quá bất khả tư nghị. Bái nguyệt. Hôm nay mới biết thế giới rộng lớn, mới biết chân nhân chi thần uy. Bái nguyệt sai, lúc trước đều là ếch ngồi đáy giếng, bố cục tiểu. Bái nguyệt mặt đầy chấn động, video mang cho hắn không ai sánh bằng trùng kích lực. Lâm Bình Chi Thật đáng sợ, nguyên lai, like, đây chính là tiên thần. Nếu không phải gờ rút chát tự động bảo hộ cơ chế, Lâm Bình Chi khả năng bạo thể mà chết. Diệp Phàm Trường sinh lão đại uy vũ, kỳ nhiên đăng đạo nhân bất quá tự rước lấy thôi. Diệp Phàm Nhưng nói đi nói lại thì, ngươi có cường đại như vậy thực lực, tại sao ngay từ đầu còn muốn ủy khuất cầu toàn đâu? Ta à, có chút nghĩ không thông. Sở hữu đám viên bên trong, dịp phàm tuy nhiên thực lực yếu nhất, nhưng hắn chịu đến trùng kích lực nhỏ nhất. Dù sao cũng là độc thuộc võng văn ba nghìn phần, đối với Hồng Hoang càng là thuộc như cháu. Dịp phàm để ý là, tại sao lý trường sinh rõ ràng thực lực cường đại như thế, lại cẩn thận một chút quá mức. Thật là làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trường sinh chân nhân. Quỷ khuất cầu toàn sao, phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a à. trường sinh chân nhân bần đạo có thể sống hơn hai chục triệu năm tiến tới là cẩn thận một chút vạn sự cầu ổn lý trường sinh than nhẹ một tiếng ngoài người chỉ thấy bản thân tại trước người hiển thánh lại không biết chính mình trong tối ăn bao nhiêu khổ diệp phàm trường sinh lão đại là cố kỵ những cái kia hỗn nguyên thánh nhân sao diệp phàm cũng đúng không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi lão đại cẩn thận một chút cũng là nên làm diệp phàm nói tới chỗ này ta không thế không đồng tình ngươi cái này hơn hai chục triệu năm ngày chắc hẳn rất khó nhìn đi diệp phàm lão đại yên tâm chờ ngày sau ta thành tựu tế đạo bên trên nhất định giúp ngươi đánh đập những cái kia thánh nhân thấy lý trường sinh mà nói diệp phàm lần đầu lúc không rõ ý nghĩa nhưng rất nhanh hắn liền biết lý trường sinh băng khoăn chuẩn thánh đại viên mãn đã thuộc hồng hoang thượng tận tồn tại. Trừ kia bảy vị hỗ nguyên đại la thánh nhân, còn có ai đi? Trường sinh chân nhân. Ha ha, chờ ngươi thành đạo, rau cúc vàng đều nguội. Diệp Phàm Mơ mơ pờ, tuy nhiên ngươi nói là nói thật, nhưng ta vậy mà không phản bác được, quá ghim tâm, đinh, Diệp Phàm bị cấm nói 10 phút. Trường sinh chân nhân Ngươi xem, đây chính là không biết tự lượng sức mình hà trang. Tiểu tử, còn không trị được ngươi. Lâm Mông dám hỏi chân nhân, cái gọi là thánh nhân lại là cảnh giới cỡ nào? Khó nói còn mạnh hơn ngươi sao? Trường Sinh thật người đã lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn có so với hắn càng mạnh hơn hay sao? Lâm Mông mặt đầy không hiểu. Trường Sinh chân nhân, thánh nhân a, à, đây chính là đứng tại chư thiên vạn giới tầng cao nhất tồn tại, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ là bọn hắn đồ chơi thôi lấy chư thiên làm bàn cờ lấy thế giới là cờ điều khiển vận mệnh sợ chút thời gian tuyến nếu là đúng ván cờ không hài lòng bọn hắn tùy thời đẩy còn làm lại thế giới sinh diệt đều ở bọn hắn nhất niệm ở giữa trường sinh chân nhân đối mặt đẳng cấp tồn tại này bần đạo cũng không quá lớn một chút con kiến hôi thôi không có lực phản kháng chút nào lâm mông lấy chân nhân thực lực vậy mà cũng chỉ là con kiến hôi đáng sợ Bái Nguyệt. Chân nhân nói đùa, nhưng ngài là con kiến hôi, vậy bọn ta chẳng phải là con kiến hôi cũng không bằng. Lâm Bình Chi. Đúng vậy a, à, vô pháp tưởng tượng, quá mạnh mẽ. Đậu Phộng, thật giả. Nhìn thấy Lý Trường Sinh mà nói, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trường Sinh chân nhân. Bần đạo cũng hy vọng có thể chư thiên vô địch, nhưng rất hiển nhiên cũng không có. Trường Sinh chân nhân cho nên, đối mặt xiển giáo đệ tử, bần đạo không thế không cẩn thận, không thế không ủy khuất cầu toàn. Trường sinh chân nhân Dù sao, nguyên thủy sư bá trong một chớp mắt liền có thể khiến ta hôi phi yên diệt, tự giống với ta thổi một hơi liền có thể giết các ngươi chết một dạng. Lâm Mông Bái Nguyệt Diệp Phàm Lâm Bình Chi Nhìn một chút, miệng người hay không? Vơ sai cẩu tặc, đi chết đi. Tám en. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Trường sinh lão đại, cứu ta. Yêu cầu đuổi đọc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ha ha. Vơ sai một làn sóng về sau, Lý Trường sinh cảm thấy mỹ mãn cười lên. Hơn hai chục triệu năm xuyên việc kiếp sống, dùng Lý Trường sinh tâm linh dần dần lạnh lùng. Thuyết phục tục một chút, chính là chỉ có tiên vị, càng ngày càng không có ai vị. Lúc này, hắn dần dần có thể hiểu được tại sao trong thần thoại đại năng giả nhóm, từng cái từng cái coi chúng sinh như con kiến hôi, thái thượng vong tình. Loại này tâm hồn thuế biến, cũng không phải vừa chạm vào mà liền. Mà là hướng theo sống thời gian càng dài, chậm chậm biến hóa mà thành. Có lẽ, lại qua vô số năm, Lý Trường Sinh cũng sẽ trở nên thái thượng vong tình. Sống thành hắn kiếp trước chán ghét bộ dáng. Hôm nay, gờ rút chát lưỡng thưởng đến chậm, Đám viên môn lại là kiếp trước ảo tưởng trong tác phẩm quen thuộc nhân vật. Trầm ổn lại Khôi hài Diệp phàm, Trầm mặt ít nói bái nguyệt, bình thường tự nhiên Lâm Mông, xấu hổ Lâm Bình chi. Bọn họ mặc dù đối với Lý Trường Sinh tương đối cung kính, nhưng chưa bởi vì thực lực của hắn mà có chút câu nệ. Đại gia bình đẳng sống chung, nói chêm chọc cười, ung dung tự tại. Loại quen thuộc này cảm giác khiến Lý Trường Sinh tâm linh chậm rãi hồi phục, dần dần thật nhiều nhân vị cho dù trước mắt g rút cha không có những chức năng khác, chỉ có thể nói phép bức. Loại cảm giác này làm hắn rất ấm áp, rất thoải mái, cũng rất tự tại. Nhìn đến đám viên từng bước một trưởng thành, làm sao không phải một loại tâm hồn viên mãn đâu. Mỗi ngày nước đám, lại làm sao không phải thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống đâu. Lý Trường Sinh biết đủ. Đối với hắn mà nói, chỉ có hồng mông tử khí có thể vào hắn mắt. Còn lại như tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, tiên đang dịu dược hàng ngũ, không có tác dụng lớn. Cho dù có, cũng không quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có lẽ, ngày sau tiếp nối đến cao đẳng thế giới đám viên, sẽ có cách khác thành thánh đi. Tương lai chưa chắc, hết thảy đều có khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Trường sinh tâm lý bộc phát kiên định. Cho dù group cha không có quá lớn trợ giúp, hắn cũng không thể xem thường. Nhan rỗi giữa, tâm thần hắn lần nữa bước vào gờ rút cha. Lâm Bình Chi Ta trong lòng bây giờ rất loạn, không biết các vị nhóm bạn bè có thể hay không giúp ta một chút. Lâm Mông Ồ, ngươi gặp phải khó khăn gì sao? Không bằng nói nghe một chút, xem ta có thể không đến giúp ngươi. Bái Nguyệt Nói đi Lâm Bình Chi Vừa mới chân nhân đăng lên vận mệnh trong lạc ấn, ta tại tương lai không lâu sẽ cửa nát nhà tan, bản thân cũng lan bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo lâm bình chi mỗi lần nghĩ đến ở đây ta liền ngủ tạng câu phần bể đầu sức tráng chỉ tiếc ta thực lực thấp kém cho dù biết rõ tương lai cũng không biết nên làm thế nào cho phải lâm bình chi như vậy đi ta đem tự thân vận mệnh lạc ấn công khai chư vị có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp Đinh, Lâm Bình Chi sửa đổi vận mệnh lạc ấn, tiếu ngạo giang hồ, quyền hạn, tất cả mọi người có thể quan sát. Lâm Mông, Bái Nguyệt, Diệp Phạm ba người đều điểm đánh vào, quan sát Lâm Bình Chi tương lai vận mệnh. Lâm Mông Là một vốn thái giám bí tịch, hơn một nửa cái giang hồ đều loạn, quả thực không thể tin được. Bái Nguyệt Điều này cũng có thể tính hiệp khách. Nếu là bị bản tọa nhìn thấy, nhất định giết cái không chừa manh giáp diệp phàm cắt lấy vĩnh trị tắm tắc nguyện xưng ngươi là sói diệt thật sự quá ác nhìn lâm bình chi tương lai vận mệnh mọi người không khỏi đối với lâm bình chi thăm biểu đồng tình tốt hảo một cái oa oa bị toàn bộ giang hồ chơi hỏng lâm bình chi yêu cầu chỉ bảo các vị ta không nghĩ cửa nát nhà tan nên làm cái gì a à? diệp phàm tuyệt vọng không cứu chờ chết đi cáo từ bái nguyệt tuyệt vọng, không cứu, chờ chết đi, cáo từ. Một lâm mông. Tuyệt vọng, không cứu, chờ chết đi, cáo từ. Một lâm bình chi. Bọn ngươi thật nhẫn tâm, để cho chí thiện cực kỳ hiếu thảo, nhân hiệp tốt nghĩa tiểu lâm tự cứ như vậy chết sao. Quá lố. Qua một tiếng khóc lên. Trường sinh chân nhân. Tuyệt vọng, không cứu, chờ chết đi, cáo từ. Hắn vừa vào đám, liền thấy Lâm Bình Chi cầu cứu, thuận tay thêm một, học lại một làn sóng. Lâm Bình Chi Trường sinh lão đại, cứu ta. Nhìn thấy Lý Trường sinh mà nói, Lâm Bình Chi nhìn không được dè đặt, hô to lão đại cứu ta. Diệp Phàm Ồ, tiểu lâm tử, ngươi không thành thật nha, cùng ta cướp làm lớn lão tiểu đệ. Bái Nguyệt Mặc dù có chút vượt quá bình thường, nhưng có thể cũng hiểu, dù sao cũng là có thể tàn nhẫn quyết tâm đến từ cung nhân vật. Lâm Mông Tiền kỳ tiểu lâm tử có bao nhiêu thiện lương, hắc hóa sau đó liền có bao nhiêu lòng dạ ác độc. Ác đối với người khác không tính tàn nhẫn, đối với chính mình tàn nhẫn mới tính thật ác độc. Bọn họ quả thực không cách nào nhìn thẳng, hắc hóa sau đó lâm bình chi. Tự cung luyện công, giết vợ chứng đạo. Cùng tiền kỳ dương quan thiếu niên so với, hai người một cái thiên một cái địa quả thực là vượt quá bình thường mẫu thân cho vượt quá bình thường mở cửa vượt quá bình thường về đến nhà so sánh với những này gọi trường sinh chân nhân lão đại bất quá trò trẻ con thôi trường sinh chân nhân loại chuyện nhỏ này bần đạo chẳng muốn quản ngươi tự mình giải quyết đi trường sinh chân nhân nói khó nghe một chút bần đạo lỗ thổi khí ngươi thế giới liền hôi phi yên diệt lý trường sinh lắc đầu một cái cũng không tại lâm bình chi sống chết sống hơn hai chục triệu năm hắn gặp quá nhiều sinh tử nói hắn lạnh lùng cũng tốt nói hắn vô tình cũng được dịp phàm chân nhân nói không sai hắn coi như là muốn quản cũng không cách nào quản a à. hắn phát hiện group chat chỉ có thể nói chuyện phím phát hình ảnh tuyên bố tình túi và đăng lên đám văn kiện ví dụ như video nói chuyện phím livestream hồng bao xuyên việt thế giới chờ một chút công năng hết thảy không có. Làm sao quản? Lâm mông. Nếu là có khả năng, ta ngược lại là có thể cấp cho tiểu lâm tử ngươi một kiện thần khí, tùy tiện liền có thể chém giết dư thương hải. Lâm mông. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt gờ rút chát vô pháp phát hồng bao. Lâm mông. Từ từ xem ra, ngươi có rất nhiều lựa chọn. Một là để cho phụ thân ngươi tự cung luyện công, mưu đồ tự vệ hai là bản thân ngươi tự cung luyện công tự vệ ba là đem kiếm phổ đưa cho võ lâm đại phái làm đầu danh trạng vì là lâm gia tìm chỗ dựa bốn là cầu trợ ở triều đình ngươi tằng tổ phụ năm đó từng là trong cẩm y vệ người có một phần hương hỏa tình năm là đem ít tà kiếm phổ ấn một vạn phần rộng rãi truyền giang hồ binh hành hiểm chiêu suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lâm bình chi tình cảnh lâm mong đề nghị diệp phàm để cho lâm trấn nam tự cung còn hành ngược lại chính niên kỷ của hắn lớn giữ lại gà mà cũng vô dụng không bằng cắt bái nguyệt hẳn là đem sự thật đặt ở trước mắt hắn để cho hắn tự lựa chọn mà không phải nhi tử phụ thân tự cung đó cũng quá bất hiếu trường sinh chân nhân hống đường đại hiếu phụ từ tử, tử hiếu hiếu người chết lâm bình chi nhìn thấy lâm mông đề nghị lâm bình chi hai mắt sáng lên trong tâm hoạt lạc nhưng nhìn thấy Diệp Phạm chờ người phía sau mà nói, cả người hắn cũng không tốt. Trường sinh chân nhân Nói thô ráp lý không thô ráp, ngươi đại khái đem gờ rút cha, và chuyện tương lai tiết lộ cho cha ngươi, hắn định đoạt. Lâm Bình Chi Ồ, thật có thể chứ? Trường sinh chân nhân Đương nhiên có thể, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi nếu như vì vậy mà được người ngấp ngá, lại bị người giết chết, kia gờ rút cha có thể hết thảy mặc kệ. Diệp Phàm Đây cũng quá nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần đem gờ rút chát tiết lộ cho bất luận người nào. Bái Nguyệt Trong thiên hạ, lại có ai xứng bản tọa tiết lộ đâu? Lâm Mông Ta đã sớm đem gờ rút chát tiết lộ với đại ca, ngược lại cũng không sao. Lâm Bình Chi Phi thường lúc, hành thủ đoạn phi thường, lúc này nhìn không được nhiều như vậy. Lão đại chỉ điểm, Bình Chi cái này liền đi tìm phụ thân thương lượng. Chính An Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Phân chia đẳng cấp Tán gẫu Yêu cầu đuổi đọc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thượng Thanh Cung Đưa mắt từ gờ rút chát dời đi, Lý Trường Sinh đứng dậy, đi tới ngoài điện. Hắn đứng chắp tay, mặt lộ vẻ trầm tư. Vu yêu lượng kiếp đã chuẩn bị kết thúc, vu yêu quyết chiến lại sắp tới. Đợi lượng kiếp sau khi kết thúc, vu yêu nhị tộc trời khỏi hồng hoang võ đài, nhân tộc đại hưng. Đến lúc đó, ta cái này nhân tộc thánh phụ khí vận, Ác sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà Tam Thanh cũng nhất định sẽ tách ra giải tán, Sư Tôn sẽ đem tiệc giáo dọn đi Đông Hải Kim Ngao Đảo. Đến lúc đó, Sư Tôn trắng trận thu đồ đệ, lần nữa khai giảng thánh nhân đại đạo, dùng tiệc giáo vạn tiên lai triều. Thẳng đến kia lúc, ta cái này tiệt giáo đại sư huynh uy thế, đem đạt đến đỉnh điểm. Hai người này gia tăng, ta đem đạt đến nhân sinh tối cao ánh sáng thời khắc, khí vận cường thịnh như dầu sôi lửa bỏng. Có này đại khí vận trợ giúp, ta có thể không trùng kích hỗn nguyên đại la thánh nhân chi cảnh. Suy nghĩ nhấp nhô giữa, lý trường sinh từ từ tính toán tương lai mình. Từng bước một từ phạm nhân tu luyện tới thành tiên, lại từng bước một đạp vào chuẩn thánh chi cảnh, trở thành chư thánh chi bên dưới đệ nhất người nếu nói là hắn không có ngấp nghé thánh vị suy nghĩ đó hoàn toàn là tán gẫu sau đó hồng hoang bên trong thánh vị đều có cân nhắc không được đạo tổ hồng quân tán thành cũng ban thưởng hồng mông tử khí chỉ dựa vào cố gắng của mình căn bản là vô duyên thánh nhân đại đạo không đi đến một bước này căn bản cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng ôi không có hồng mông tử khí chứng đạo hỗn nguyên tỷ lệ thật quá thấp lý trường sinh than nhẹ một tiếng thần sắc tràn đầy thất lạc hắn không cam lòng a à. đại la cảnh lúc hắn căn bản liền không suy nghĩ nhiều như vậy vì là đặt chân chuẩn thánh hắn bái nhập thông thiên thánh nhân môn hạ được phải nó tương trợ mới thuận lợi chém tới thiện ác bản tâm tam thi lại tam thi hợp nhất đặt chân chuẩn thánh đại viên mãn hôm nay chuẩn thánh chi cảnh chạy tới cuối cùng hỗn nguyên đại la thánh cảnh lại cách xa vô hạn thật vất vả giác tỉnh ngón tay vàng gờ rút cha, nhưng không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Hồng Hoang Hỗn Nguyên Thánh Vị khó nói, ta con đường phía trước không ở Hồng Hoang, mà tại Chư Thiên Vạn Giới. Chỉ có điều là ta còn không có tìm được phương pháp chính xác. Như thế xem ra, ta bình thường vẫn là muốn bao nhiêu hoa một ít tâm tư, thả tại gờ rút chạc phía trên. Có lẽ, ngày sau sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên. Lý Trường Sinh trầm ngâm một hồi, đem trong đầu hỗn tạp tự toàn bộ chặt đứt, ném ra sau ót. Trên mặt khôi phục lạnh nhạt từ như nụ cười. Mở ra rút cha, tán gẫu tin tức 999. Diệp Phàm Ta và các ngươi nói, hồng hoang tuyệt đối là một phương vĩnh hằng thế giới, so sánh chúng ta nơi ở thế giới cao cấp hơn nhiều. Lâm Mông Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại thật có chuyện như vậy, ta siêu thoát vũ trụ về sau, vậy mà mới miễn cưỡng xem như đại la kim tiên bái nguyệt muốn là nếu là án diệp phàm như lời ngươi nói ta chẳng phải là chỉ có thể miễn cưỡng xem như lục giai diệp phàm không sai nghe bái nguyệt ngươi từng nói vừa mới rời mặt đất trói buộc ngự không phi hành vậy khẳng định chỉ có thể coi là lục giai có như ta phía thế giới này đại thánh một dạng bình thường diệp phàm về phần lâm mông ngươi mặc dù đã siêu thoát nhưng lại vẫn trói buộc được hồng mông kim bản, liền đại la cũng không tính, chỉ có thể coi là nửa bước đại la đi. Lý Trường Sinh vừa vào đám, liền thấy Diệp Phạm cái này tiểu tử đang làm yêu. Đồng thời, hắn dựa theo võng văn tiêu chuẩn, cho mọi người phân chia thực lực một lần. Phạm cảnh chia làm chín bậc, một cấp thấp nhất, cửu giai tối cao. Mà hồng hoang địa tiên cảnh, và thiên hồng trần tiên, cùng hoàng mỹ chân tiên, thánh khư hằng hổ nguyên cảnh, bốn người đều là mười bậc. Hồng Hoang Thiên Tiên Cảnh, Hoàng Mỹ Chuẩn Tiên Vương, Thánh Khư Đại Vũ Cảnh, ba người đều là mười một bậc, và thiên không có cái này tầng thứ tồn tại. Hồng Hoang Kim Tiên Cảnh, Hoàng Mỹ Tiên Vương, Thánh Khư Vũ Rốt Cuộc Cảnh, ba người đều là mười hai bậc, và thiên không có cảnh này tồn tại. Hồng Hoang Thái Ất Cảnh, Hoàng Mỹ Chuẩn Tiên Đế, Thánh Khư Cuối Đường Cấp, ba người đều là cấp mười ba, và thiên không có cảnh này. Hồng Hoang Đại La Cảnh, Hoàng Mỹ Tiên Đế, hai người đều là một bốn giai, già thiên, thánh khư không có cảnh này. Hồng Hoan chuẩn thánh cảnh, tam bộ khúc tế đạo cảnh, hai người đều là mười lăm bậc. Hồng Hoang hỗn nguyên đại la thánh nhân cảnh, tam bộ khúc tế đạo bên trên, hai người đều là một lục giai. Lại bên trên, Diệp Phạm liền không tiếp tục xếp hàng. Trường Sinh chân nhân, ha ha, người đây hoàn toàn là nói bậy. Lý Trường Sinh thấy vậy, lắc đầu một cái. Thiên vạn giới bên trong, nào có cái gì thống nhất cảnh giới phân chia a. À? Mỗi cái thế giới chiến lực, cảnh giới, pháp tắc, đại đạo, tất cả đều không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là cưỡng ép phân chia cảnh giới, nhưng lẫn nhau sở học thần thông, pháp tắc, đại đạo rất bất đồng, phát huy được chiến lực khác nhau trời vực. Chớ nói chi là, mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới đặc sắc, cái này căn bản là không có cách so sánh. Đánh cách khác, đó là thế giới bên trong kia cái gọi là thần vương yếu một nhóm nhưng nhân gia thật sớm liền có thể trường sinh bất tử mà già thiên thế giới bên trong đại đế chiến lực vô cùng lại chỉ có thể sống một vạn năm vô pháp trường sinh mười cái thần vương cũng không phải một cái đại đế đối thủ a à, muốn là nếu là đem an bài thành cùng một cảnh giới vậy có thể công bình sao dịp phàm trường sinh lão đại đến làm sao ta hàng cảnh giới phân chia không đúng sao tiên đế cùng đại la giống nhau, cùng lâm mông hồng mông trưởng khống giả cũng xem như không sai biệt lắm. Lâm mông. Phải nói không đúng sao, ta là một bốn giai, chân nhân là mười lăm bậc, ta khẳng định kém xa tích tắp, nhưng ta khẳng định so sánh phổ thông một bốn giai muốn mạnh. Lâm mông. Phải nói đúng không, một bốn giai đại la liền có thể thu thúc quá khứ tương lai, chân ngã nhất thể, vĩnh viễn không nhỏ yếu chi lúc, nhưng ta lại không làm được những thứ này bái nguyệt. Ta ngay cả mười bậc đều không có, liền không phát biểu ý kiến. Trường sinh chân nhân. Ngươi cao hứng là tốt rồi, ta không có gì dễ nói. Lý trường sinh liếc một cái tán gẫu ghi chép, phát hiện dịp phàm đối với hồng hoang thế giới cực tẩn thổi phòng. Đem hồng hoang thế giới hùng vĩ, vì đó hắn đám viên phổ cập khoa học một lần. Mặc dù có chút lệch khỏi, nhưng cũng lớn không kém nhiều. Vì vậy mà, Lý Trường Sinh cũng liền tùy hắn đi, chẳng muốn quản hắn khỉ gió. Lâm Bình Chi, các đại lão cứu mạng a, à, cha ta chuẩn bị tự cung, nương ta đem ta huyệt đạo điểm trụ, chút nào nhúc nhích không được, chỉ có thể làm gấp. Lâm Bình Chi, trơ mắt nhìn đến phụ thân tự cung, ta lương tâm khó an, quả thực uổng làm người a, à, vù vù. Ngay tại lúc này, Lâm Bình Chi xuất hiện, mở miệng chính là cầu cứu. Diệp Phàm cái gì đồ chơi đây? Ra chuyện gì? Lâm mông. Từ từ nói, đừng nóng. Bái nguyệt. Mảnh nhỏ run run. Nhìn thấy Lâm Bình Chi cầu cứu, mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Căn bản cũng không biết hắn bên kia xảy ra chuyện gì. Lâm Bình Chi. Đúng như vậy, ta cùng phụ mẫu ngửa bài về sau, cha và mẹ hai người quyết định từ phụ thân đến tự cung luyện kiếm, mưu đồ tự vệ. Lâm Bình Chi. Ta tuy nhiên cực lực phản đối, lại bị mẫu thân điểm trụ huyệt đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ rời đi, không có năng lực. Lâm Bình Chi Các đại lão nghĩ một chút biện pháp A, à, ta không muốn làm kia bất hiếu người A. À. Bị mẫu thân điểm trụ huyệt đạo cũng thu xếp ở trên giường về sau, Lâm Bình Chi trong tâm rất là thống khổ. Hắn cũng không nghĩ đến, phụ thân vậy mà quả quyết như thế, rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Mười en tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả